sau đó tại nghĩa địa thôn vụ ẩn. Trưởng thôn nói thi thể của hai huynh đệ Kiều ra. được chôn ở phía bên phải nghĩa địa, chắc là cái này. Thời Đình bắt đầu lấy sành đào lên. Phía dưới sao không có gì cả? Thời Đình bảo tôi đi tìm trưởng thôn. Chợt Ngôn Khanh quay người lại nói, ngọn núi kia hẳn là núi hoè mà trưởng thôn nói. Trên núi có người kinh động lũ chim, chúng ta đi xem sao. Bọn họ đi đến nơi trời cũng sập tối. Nơi này hình như từng có người ở. Nếu thôn trưởng ở đây nhất định sẽ cản chúng ta, nói bên trong có sơn khôi. Tôi lại muốn vào xem xem, sơn khôi trông như thế nào hai người vừa mới mở cánh cửa ra một cái đầu thỏ liền rớt xuống trước mặt ngôn khanh thản nhiên nói những thứ giả thần giả quỷ này chỉ có thể hù dọa người bình thường thôi thời đình bảo hung thủ đang ở trong miếu hai người tiếp tục đi vào ngôn khanh thầm nghĩ miếu lớn như vậy làm sao có thể đột nhiên xây xong chứ trừ khi là có xe vận chuyển trượt phía sau có người vừa chạy ngang qua thời đình liền quay lại hỏi lớn ai thần thần quỷ quỷ mau cút ra đây cho tôi nhưng đáp lại lời anh là sự im lặng hai người quan sát xung quanh hết sức cảnh giác bất ngờ ngôn khanh phát hiện có thứ gì đó tấn công tới cô lập tức quay xe mà tránh né rồi bật súng được gắn trên xe cô lên cứ thế tiếng súng vang lên đùng đoàn vào không gian tối sau đó chỉ thấy những làn khói trắng mà không thấy ai cả thời đình từ từ đẩy cô ra ngoài nhìn vết máu dưới đất anh nói đây là vết máu mới hung thủ chạy rồi để tôi đuổi theo cô đưa tay lên ngăn cản không cần đuổi theo điều này chứng tỏ hung thủ không muốn cho chúng ta đến gần miếu trong miếu này nhất định có thứ gì không thể để người khác thấy được. Nhìn bức tượng sư tử khổng lồ, cô bảo chúng ta phá nó đi. Một tiếng súng vang lên. Bức tượng liền vỡ toang. Hóa ra thi thể của huynh đệ kiều gia bị người khác đào lên từ nghĩa địa rồi mang lên đây. Tôi đoán đúng rồi, người em trai chưa chết. Bộ thi thể nhỏ hơn kia là nữ. Thời đình ngạc nhiên hỏi, nữ sao? Bất ngờ bên ngoài một ngọn lửa lớn bùng lên. Thời đình nhíu mày, không ổn. Rất nhanh sau đó ngọn lửa đã bao vây hết ngôi nhà, lửa cháy phừng phực, khói cao nguy ngút. Một chiếc xe ô tô bên ngoài rời đi. Vết thương của cậu thế nào rồi? Không sao, may là tôi trốn nhanh. Một cái xe lăn sao lại có súng chứ? Nữ nhân đó thật kỳ lạ. Nhưng không sao, thế nào hai người thích lo chuyện bao đồng đó cũng chết chắc rồi. Vừa dứt lời, hắn ta bị một bàn tay phía sau túm lấy, Thời Đình nhanh chóng còng tay hắn lại. Sơn khôi tác quái trong thôn là hai người phải không? Sao anh có thể chạy ra ngoài được? Cậu xem thường tôi quá rồi. Bất ngờ một tên phía sau mở cánh cửa xe ra, rồi vụt chạy đi. Thời Đình nhanh tay chụp lấy áo hắn ta nhưng cái áo rách toạt đi hắn ta liền chạy thoát mà cứ thế đâm đầu vào đám cháy ngôn khanh bảo trận lửa này lớn quá chúng ta bắt người này về trước rồi báo cho thôn dân lên đây đi thời đình đồng ý ừm có hắn bộ mặt thật của sơn khôi cuối cùng cũng lộ ra rồi thế rồi hai người cùng đưa tên đó về thôn khi họ đi ngang qua một dòng sông tên đó nói sao các người không đến sớm hơn một chút tất cả đều muộn rồi anh nói cái gì người của thôn đó đều là ác quỷ bọn họ đều sẽ phải xuống địa ngục các người cũng sẽ cùng xuống địa ngục với họ. Bất ngờ hắn hất xe ngôn khanh xuống sông. Thời Đình hốt hoảng gọi, "Ngôn Khanh!" Nhưng rất may anh đã giữ lại được chiếc xe. Đồng thời tên đó nhảy tũng xuống nước. Ha, các người giống hệt như bọn họ. Đáng tiếc thứ ngu xuẩn như tình cảm sẽ chỉ khiến các người chết sớm hơn thôi. Lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ giết các người. Sau đó sẽ cho hai người tấm bia thật đẹp. Ngôn Khanh bảo, "Con sông này cho dù có ngã xuống một tiếng, nửa giờ cũng không chết được, vì sao lại cứu tôi trước? Tôi không muốn để cô phải mạo hiểm." Cô nghe vậy thì ngơ một lúc rồi hỏi. Hắn chạy rồi, bây giờ phải làm sao đây? Anh mỉm cười đáp, hắn không chạy, sao tôi có thể bắt được tên kia chứ? Vậy anh cố ý thả hắn đi sao? Chợt vang lên tiếng la hét. Chả miếu sơn khôi cho bọn tôi, chả miếu sơn khôi cho bọn tôi. Cút ra khỏi thôn vụ ẩn. Các người phóng hỏa đốt miếu, dẫn đến tai họa cho thôn bọn tôi. Mau cút khỏi thôn đi. Thời đình bảo cô đừng sợ, để tôi giải quyết. Cô gật đầu, ừm. Mọi người bình tĩnh một chút, ngọn lửa đó không phải do chúng tôi đốt. Trong miếu cũng không có sơn khôi. Chúng tôi dựa vào cái gì mà tin cậu chứ?" Chợt thời Đình hét lên. Bạch Cẩm. 30 phút sau, Bạch Cẩm hớt hải chạy đến. "Thất ca em đến rồi. Cậu đưa thôn dân đến miếu dập lửa, sau đó đưa hai thi thể trong miếu xuống, tôi ở trong viện của huynh đệ Kiều gia đợi cậu." "Vâng, Thất ca." Sau đó, thi thể của huynh đệ Kiều gia bị người ta cố ý đào lên từ nghĩa địa chuyển lên miếu Sơn Khôi. Cái chết của họ không phải do ngoài ý muốn. Chu Tam, đại trụ và Lý lão đầu chết cũng không phải do Sơn Khôi làm loạn, mà có người lợi dụng Sơn Khôi để che giấu chân tướng. Cục trưởng, ai, ai sẽ hại con trai đại trụ của tôi chứ? Lúc nó còn sống không hề gây thù oán với người khác. Ông ta quỳ xuống, xin cục trưởng hãy đòi lại công bằng cho con trai tôi và người dân ở đây. Vậy mọi người phải thành thực trả lời những câu hỏi của tôi, càng chi tiết càng tốt. Ba năm trước, con trai ông, đại trụ sau một đêm liền trở nên giàu có, đúng không? Tiền lấy ở đâu ra? Ông thở dài rồi từ từ nói, con trai tôi làm gì cũng tốt, chỉ là nó nghiện cờ bạc, có một ngày nó ngồi xe của huynh đệ kiều ra từ trên huyện về, mang theo rượu và thuốc lá xịn, còn mua cho mẹ nó một đôi bông tai vàng, nói là theo chu tam buôn bán kiếm lời. Vậy chiếc xe trên núi là của huynh đệ kiều ra à? Ông ta ngơ ngác bảo, trên núi đâu có xe? Bọn tôi lên núi sao không nhìn thấy? Ngôn Khanh thầm nghĩ, hai người họ nhanh như vậy đã xử lý sạch sẽ chiếc xe rồi. Chợt ông ta nói, phải đó, trong thôn chỉ có chiếc xe đó thôi. Sau đó chiếc xe đột nhiên biến mất, có lẽ là bị người ta trộm rồi con trai ông và Chu Tam làm ăn cái gì? Không biết, tôi hỏi thì nó tức giận không chịu nói, bảo là chuyện bí mật. Cục trưởng, lẽ nào Chu Tam thấy tiền nổi lòng tham, giết con trai tôi sao? Bây giờ vẫn chưa thể chắc chắn hung thủ là ai. Nhưng điều có thể chắc chắn là, hung thủ vẫn đang ở trong thôn theo dõi chúng ta. Mọi người đều giật mình thốt lên, cái gì? Lúc này thời đình nhìn chằm chằm vào trưởng thôn, khiến ông ta chột dạ mà cúi mặt. Ngôn Khanh hỏi, thôn vụ ẩn có nữ sinh nào tầm 15 tuổi bị mất tích không? Không, không có, Chuyện đó liên quan gì đến vụ này? Thời Đình Thầm bảo, ông ta đang nói dối. Ngôn Khanh lúc này mới bảo, vì thi thể nhỏ hơn kia không phải kiều trọng, mà là một thiếu nữ 15 tuổi. Mọi người liền xôn xao, không phải kiều trọng, vậy là ai? Không thể nào, rõ ràng đêm đó tôi nghe thấy tiếng bọn họ gào thét mà. Chợt một người ôm lấy đầu mà hét lên, "A, không liên quan đến tôi, quỷ hồn đến đòi mạng rồi." Ha ha ha. Ông ta nằm lăn ra đất mà cười điên, "Quỷ hồn đến đòi mạng rồi." Ha ha ha. Ngôn Khanh hỏi thời đình sao hắn ta phát điên vậy anh cho rằng hắn nhất định biết thi thể là ai hắn ta liền rút con dao từ trong ống tay áo ra rồi đưa lên cổ ha 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 các người đừng qua đây bất ngờ thời đình lao đến ngăn cản hắn ta mau gọi cứu hộ đến cứu người nhìn hắn ta nổi điên mà thời đình thắc mắc kỳ lạ rõ ràng xung quanh không có mùi thuốc sao hắn lại trúng thuốc ngôn khanh thì vẫn ngồi quan sát một cách chăm chú ánh mắt cô ngưng lại chỗ bao thuốc lá trên người hắn ra cô liền nói gói thuốc của ông ta bị người ta động tay rồi Thời Đình và Ngôn Khanh thầm nghĩ, lão Trương cảnh giác và nhát gan như vậy, chỉ có người quen mới có thể hạ độc vào thuốc lá của ông ta. Lúc này Bạch Cẩm chạy đến, "Thất ca, bác sĩ đến rồi." Hai vị bác sĩ từ từ đi đến chỗ lão Trương đang nằm bất động. Khi đi ngang qua, Thời Đình nhíu mày liếc nhìn vị bác sĩ đó. "Thẩm Bảo, người này." Lúc này Kiên Quả đi đến chỗ Thời Đình, lập tức nó kéo lấy quần anh. Thời Đình liền nhận ra liền hỏi, "Mày phát hiện ra gì hả?" Kiên Quả buông anh ra, rồi quay sang đuổi theo một người hắn ta vội leo lên cây, sao cứ đuổi theo tôi chứ? Bất ngờ từ đâu kéo đến một bầy chó. Hu hu hu, tôi sợ chó nhất đó. Kiên quả quay sang thời đình mà hiền lành sủa lên một tiếng. Kiên quả lập công lớn rồi. Đi thôi, chúng ta đi bắt người. Bất ngờ phía sau vang lên tiếng hét, ưm, um, a. À. Hai người quay lại thì thấy lão trưng trợn mắt mà ho khụ khụ. Tên gọi là bác sĩ lúc này, trên mắt hắn đã trào ra những giọt nước mắt. Anh báo thù được cho em rồi. Bạch cẩm lao đến khống chế hắn lại. Mau dừng tay. Khi kéo khẩu trang xuống, mọi người ngạc nhiên gọi là A Ngưu. Vậy mà lại là A Ngưu. Ngôn Khanh liền nhận ra, hắn là hung thủ trên núi. Vì sao phải chui đầu vào dọ? Anh ta trước giờ chưa từng muốn chạy. Anh ta đến báo thù thay cho thi thể nữ kia. Lúc này A Ngưu cười phá lên. Ha ha ha, bốn kẻ hại chết em gái tôi đều chết rồi. Thù lớn đã báo xong, tôi chết không hối tiếc. Con trai tôi đại trụ, là cậu giết sao, sao cậu lại giết nó? Hắn đáng chết, ngọn lửa năm đó của Kiều Gia là do hắn đốt đấy. Tôi tận mắt nhìn thấy, nếu ông không tin có thể tự mình đi hỏi người em của Kiều Gia. Thời đình quay sang bảo lính của mình, cậu đưa kiên quả đi bắt người qua đây. Mọi người một lần nữa kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Sao cậu ta vẫn còn sống? Kiều Trọng, cậu là người hay quỷ. Vậy hai người bị lửa thiêu chết là ai? Kiều Trọng và A Ngưu lần lượt nói, là anh trai tôi, Kiều Sinh. Là em gái tôi, A Thúy. Ba năm trước, nhà Kiều Gia. Từ khi theo huynh đệ Kiều Gia, hai người đến thôn vụ ẩn làm ăn, thôn chúng ta ngày càng giàu lên rồi đều nhờ địa linh nhân kiệt của thôn vụ ẩn. Cả núi đều là dược liệu quý giá, nên tôi mới có thể hô mưa gọi gió như vậy. Nào nào nào, cụng ly. Một lúc sau đại trụ nói hết rượu rồi. Kiều Trọng đứng lên nói, anh đại trụ chờ chút, để em đi mua. Kiều Trọng vừa rời đi. Thì đại trụ hỏi Kiều Sinh, đồ của Kiều gia cậu trông cũng không rẻ nhỉ. Hắn nhìn vào cánh tủ mà bảo, anh gần đây đang đi xem mắt, nhưng tài chính eo hẹp. Cho anh mượn cái áo khoác lông hàng hiệu cậu mới mua đi. Kiều Sinh tiến lại chắn ngang cánh tủ. Anh đại trụ, cái áo đó không có ở đây em em mặc không hợp nên bắn rồi không có áo lông thì cho anh mượn tây trang cũng được kiều sinh hét lên không thể đại trụ nhíu mày cậu căng thẳng như vậy bên trong có phải có thứ không thể để người khác thấy không đây là nhà tôi các người không được lục lọi tủ của tôi đại trụ túm cổ áo kiều sinh mà đe dọa thằng nhóc mày ăn gan hùm mật gấu a mà dám hét lên với tao muốn chết hả đúng lúc này kiều trọng trở lại bảo dừng tay anh đại trụ bất giận tính tình anh em ương ngạnh anh tha cho anh ấy đi Sáng mai em mua vài bộ quần áo tốt nhất tặng anh được không? Xem như mày hiểu chuyện. Vậy bọn tao thì sao? Đều có đều có, ngày mai em sẽ đưa qua. Thế rồi bốn người họ rời đi, còn nhắc nhở, vậy bọn tao nhà nhà đợi mày. Sau đó Kiều Sinh mới mở cánh tủ ra. Trong đó là A Ngư và em gái cậu ta. A Ngư bảo, cảm ơn anh đã cứu anh em bọn em. Anh Kiều Sinh, em không muốn gả cho tên đại trụ đó. Em thích anh, chỉ muốn gả cho anh thôi. Em đừng khóc, anh sẽ nghĩ cách. A Ngư hỏi Kiều Sinh, cậu có cách gì hay không? anh tiết kiệm được một ít tiền trong thành huyện, chúng ta có thể dùng tiền để thương lượng với đại trụ tha cho tiểu thúy. Kiều Trọng, em lập tức lấy xe ra huyện thành lấy tiền đi. Nhưng mà trời tối như vậy, lỡ may trên đường gặp cướp thì sao? A à, Ngư bảo, tôi đi cùng Kiều Trọng. Hai người đợi bọn tôi quay lại. Còn bốn người kia đang trên đường trở về thì bảo. Mấy người nói xem, trong tủ quần áo của huynh đệ Kiều ra, rốt cuộc giấu thứ gì? Chắc không phải một dương toàn là vàng chứ. Tôi thấy hai huynh đệ này ở thôn của chúng ta kiếm được không ít tiền, không ngờ lại keo kiệt như vậy, có mấy bộ quần áo đã đuổi chúng ta rồi." Chợt tên đại trụ dừng lại, bộ mặt tham lam nổi lên. "Nếu thật sự là vàng, hay là chúng ta phóng hỏa thiêu chết họ, sau đó chia đều tiền." Ba tên còn lại liền đồng thanh đáp, "Được, dù sao hai huynh đệ họ cũng là người ngoài thôn, chết rồi cũng chẳng có ai điều tra đâu." Sau đó Kiều Trọng và A Ngưu, trên một chiếc xe trở về, nhìn thấy căn nhà bị ngọn lửa bao trùm, hai người kinh hãi mà hét lên, "Anh, Tiểu Thúy, người đâu, mau dập lửa!" nhưng mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa hai người ngồi thụp xuống trước căn nhà vùi dập trong biển lừa rốt cuộc là ai làm chợt Kiều trọng quay sang ánh mắt nghi hoặc nhất định là bốn tên súc sinh bọn họ chúng ta phải báo thù trở về hiện tại Kiều trọng nói tiền của con trai ông đều do giết người mới có vốn chẳng phải làm ăn gì cả hắn nên chết từ lâu rồi ông ta suy sụp con của tôi giết người sao con của tôi trưởng thôn trưởng thôn nứt rồi mau đưa ông ấy vào bệnh viện bất ngờ lúc này A Ngưu nói cục trưởng thời, tôi từng gặp hung thủ của vụ án Trần Gia Diệt Môn. Thời Đình liền kích động hỏi lớn, hắn là ai, trông thế nào? Ở Thuận Thành có một căn nhà, trong đó có manh mối về hung thủ. Nhưng mà, tốt nhất anh đừng đi. Hắn liếc mắt sang ngôn khanh mà nói tiếp. Nếu không nhất định sẽ mất đi người quan trọng nhất. Cậu nhận ra hung thủ thế nào? Nói rõ ra. Hắn ta bạm môi, từ trong miệng dì ra một dòng máu. Ngôn khanh hét lên, không ổn, hắn nuốt độc tự sát rồi. Kiều trọng bảo, anh A Ngưu, đợi em với lập tức hai người ngã phịch xuống đất. Thời Đình bảo Bạch Cẩm, chôn họ chung một chỗ đi. Chuyện còn lại giao cho cảnh sát huyện Văn Sơn xử lý. Vâng, thất ca. Chúng ta mau về Thuận Thành. Ngôn Khanh hỏi vừa nãy A Ngư nói gì với anh vậy? Anh nhớ lại, nhất định sẽ mất đi người quan trọng nhất. Anh nhắm nghiền mắt mà bảo, hắn chẳng nói gì cả. Cô về Thuận Thành thì ở trong nhà đừng ra ngoài, nghỉ ngơi một thời gian. Tôi làm xong sẽ đến tìm cô. Anh muốn đá tôi ra khỏi đội ngũ à? Thất ca, anh làm như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Nghe nói vậy Thời Đình liếc mắt sang Bạch Cẩm, anh ta liền quay mặt tránh né mà không dám hó hé thêm lời nào nữa. Ba ngày sau, Thuận Thành, tiểu thư, từ lúc cô trở về từ huyện Văn Sơn, vẫn luôn rầu rĩ không vui, cũng không ra ngoài. Có phải cô cãi nhau với cục trưởng thời không? Em ra ngoài đi, ta không sao. Cô tính nằm xuống ngủ một giấc, thì tiếng hát từ đâu vang vọng đến bên tai cô. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà tự hỏi, nửa đêm rồi, tiếng hát ở đâu ra vậy? Âm thanh hình như truyền tới từ phía bắc. Mình đi xem sao. Cô vừa mở cửa ra thì hai tên lính canh bảo, "Ngôn tiểu thư, muộn thế này rồi, cô không thể ra ngoài. Cục trưởng thời bảo chúng tôi, ngày đêm canh chừng ở Ngôn gia bảo vệ cô." Ngôn Khanh thầm nghĩ, từ lần trước trở về anh ta cứ tránh mình, không cho mình tham gia vào bất kỳ vụ án nào. Vì sao chứ? Ngày hôm sau, Ngôn gia, Ngôn Mộng chỉ tay Ngôn Khanh, "Vì sao con và Thời Quảng thiếu gia đính hôn lại để cô ta đi chứ? Con không quan tâm, con không đồng ý để cô ta đi." Thời Quảng thiếu gia đích thân viết tên của Khanh Nhi. Ngôn mộng cắn răng thầm mắng, đều tại cô, đồ tàn phế chết tiệt. Lúc đó rõ ràng tôi hạ thuốc cô, cuối cùng người mất đi trong trắng lại là tôi. Lần này tôi nhất định không để cô yên ổn. Ngôn khanh thầm bảo, vừa hai lần này đi thời gian, đi tìm thời đình hỏi rõ ràng vậy. Tại thời gian, mọi người đến đây rất đông. Ngôn khanh chợt hỏi, người đó là? Tịnh chi nói, đó là đại sư Nhất chi Mai, nổi tiếng khắp phía Bắc Giang Nam đó, chuyên hát tân soang. Mộ Dung cũng nói thêm, kịch của ngài ấy cho dù ngàn vàng cũng khó đổi một vé chỉ hát cho những người có tiền có quyền người bình thường không thể nghe được em cũng là người hâm mộ lén trèo tường để xem một lần đó ngôn khanh thầm nghĩ lẽ nào tiếng hát đêm qua là ngày ấy sau đó mọi người cùng xem hát tân soang ngôn khanh thắc mắc sao mãi mà không thấy thời đình thời quảng ngồi phía sau nhìn cô đầy toan tính cô bảo các em ở đây nghe kịch ta ra hoa viên xem thử hai cô nha hoàng chỉ tập trung xem kịch mà đáp vâng anh ấy sẽ ở bên trong sao thời quảng đi theo cô ra hắn ta nói trùng hợp thật ngôn lục tiểu thư vị hôn thê của tôi xin lỗi chúng ta đã hủy bỏ hôn ước rồi bây giờ người đính hôn với anh là em gái tôi ngôn mộng hắn ta nắm lấy tay cô ngôn khanh chỉ cần em chịu gả cho anh hôm nay anh sẽ lấy em làm chính phòng phu nhân bất ngờ một viên đá bay đến xẹt chúng tay hắn ta hắn hét lên ai đấy thời đình từ từ bước ra trên người anh không mặc áo để lộ cơ thể vạm vỡ trên cánh tay thì băng bó anh bảo thời quảng thả cô ấy ra tôi sớm đã đoán được anh là người cướp người phụ nữ của tôi thời đình anh là cái thứ tạp chủng không ai cần. Thời Đình làm lơ mà đi ngang qua, khiến hắn ta vừa tức vừa xấu hổ vì xem thường. Có bản lĩnh thì anh ra đây. Chúng ta thi bắn súng. Thời Đình đẩy ngôn khanh rời đi, không cần để ý loại chó điên đó. Anh bị thương à? Ai dạy anh băng bó vết thương vậy? Vừa hỏi cô vừa tháo ra và lau vết thương. Cô bảo khử độc trước, sau đó bôi thuốc thì vết thương mới nhanh khỏi được. Chợt ánh mắt ngôn khanh trở nên tức giận, rồi quát, ai bảo anh một mình tra án không mang theo tôi, đau chết anh. Thời Đình thản nhiên đáp, không đau cô lại nói, tôi là công cụ, anh bảo đến thì đến, bảo đi thì đi à, vì sao anh không cho tôi trả án? Thời đình ngập ngừng, tôi, bất ngờ tiếng la hét vang lên, không hay rồi, chết người rồi, là nhất chi mai. Anh ta nằm yên bất động trên sân khấu, hiện trường đã được cảnh sát ngăn lại. Ngôn mộng ất ức nói, thật đen đủi, sao lại có người chết trong tiệc đính hôn của tôi chứ? Thời vũ đồng bảo, nhất định là em gái tàn phế kia khắc cậu. Đúng lúc này thời đình cùng ngôn khanh đi đến. Thời quảng nói, chỉ là chết một con hát thôi, nhìn bộ dạng các người lúng túng kìa. Ngôn Khanh cười nhạt, không sợ thì cùng lên đó xem. Lên thì lên, các người trước. Thời Đình liền đẩy Ngôn Khanh đi. Thời Quảng lại vụt chạy lên trước, ai sợ chứ? Thời Vũ Đồng gọi, anh đợi em với. Vũ Đồng đợi tớ. Ngôn Khanh đi đến liền kiểm tra sơ qua. Da quanh miệng và niêm mạc miệng không có dấu vết bị ăn mòn. Kẽ răng không có dị vật, miệng và mũi cũng không có mùi gì đặc biệt. Thi thể bên ngoài không bị thương, trên cổ không có lỗ kim, trông giống như đột tử còn tưởng lợi hại thế nào cũng chỉ có như vậy thôi ngôn mộng nói hắn vừa nãy còn đang hát kịch đột nhiên ngã xuống người ở hiện trường có ai không biết là đột tử đâu chứ phải đó phải đó trong phòng tôi có chai sữa tắm rất thơm là hàng nước ngoài ngôn tiểu thư có muốn rửa tay không không cần tôi đeo bao tay rồi vậy cũng bẩn lỡ may vi khuẩn xuyên qua bao tay rồi thấm vào trong thời đình ngắt lời anh không muốn đứng ở đây thì có thể đi chợt một người chạy đến quỳ sụp xuống khóc lóc ây ra trụ cột của tôi Tiếp theo còn hơn 10 buổi biểu diễn nữa, tiền cọc tôi cũng đã nhận rồi. Bây giờ cậu chết rồi, bảo tôi phải ăn nói thế nào đây? Ngôn Khanh hỏi, anh là chủ gái Nga, bình thường nhất Chi Mai có bệnh gì không? Cậu ta có bệnh tim, nhưng mấy năm không tái phát rồi. Gần đây chúng tôi nhận được hơn 20 đơn diễn xuất, cậu ấy mỗi ngày đều luyện hát đến nửa đêm. Tôi bảo cậu ấy đừng vất vả như vậy, nhưng cậu ấy không nghe. Bạch Cẩm, cậu mang thi thể đến phòng phẫu thuật trước đi. Vâng, thất ca. Đúng rồi, thất ca. Hình như nhân phẩm của nhất chi mai rất kém vừa nãy em nghe đám hát kịch nói chuyện người trong gánh hát đều cầu cho nhất chi mai chết đi ý em là tất cả mọi người trong gánh hát đều có khả năng gây án sao em còn nghe được nhất chi mai gần đây có xung đột với hai người một người là chủ gánh đang khóc lóc ở đằng kia một người là đàn em của cậu ta cẩm thượng hoa lúc này người trong gánh hát hỏi cục trưởng lúc nào mới có thể thả chúng tôi đi tôi còn phải đi tạ lễ xin lỗi với mấy vị khách lớn nữa xin lỗi mọi người chỉ có thể ở gần đây để điều tra vụ án không được đi đâu cả ông chủ gánh ngạc nhiên hỏi không phải cậu ta đột tử sao, liên quan gì đến bọn tôi chứ? Bây giờ không thể loại trừ khả năng cậu ta bị người khác giết. Mấy người và Nhất Chi Mai ở đâu? Tôi phái người đưa mấy người về. Thời Quảng Bảo, tôi cũng đi. Thời lão gia liền nói lớn, mày phải ở bên ngôn mộng tiểu thư, không được đi đâu cả. Một lúc sau, ông chủ gánh dẫn thời Đình và Ngôn Khanh đến một căn phòng, đây chính là phòng của Nhất Chi Mai. Họ mở cửa đi vào trong. Sau khi kiểm tra qua một lượt, cục trưởng tìm thấy hành lý của Nhất Chi Mai rồi, Bạch Cẩm liền mở ra. Bạch Cẩm nói, trừ tiền ra, không phát hiện được gì cả. Trong lòng anh nghĩ, người chết giàu thật, mình cũng muốn lấy một ít. Chợt thời đình nhíu mày lại, lấy dao qua đây. Bạch Cẩm giật mình quỳ sụp xuống. Thất ca em sai rồi, vừa nãy chỉ là nghĩ vừa thôi, sau này em không dám nữa anh đừng giết em. Thời đình lại nói, độ dày của chiếc dương này, không giống những chiếc dương thông thường. Bên trong chắc chắn còn một lớp nữa để giấu đồ. Bạch Cẩm ngơ ngác, hà, không giống chỗ nào, sao em không nhìn ra. Sau đó thời đình liền lấy dao dọc ra. Bên trong là một cuốn sách, Ngôn Khanh bảo, "Đưa tôi xem xem." Hai ngày sau, giao dịch quán Thanh Đồng. Cô quay lại hỏi, "Quán Thanh Đồng là nơi nào?" Đó là nơi nổi tiếng nhất của hầm Tiêu Kim, của Thuận Thành. Người khá giả không vào được, nhất định phải là thành viên cấp cao mới được vào. "Vậy bây giờ chúng ta đến đó tìm manh mối, nhưng tôi không phải hội viên, không vào được." Chợt thời quảng lên tiếng, "Tôi là hội viên của Thanh Đồng quán. Tôi có thể đưa mọi người vào, nhưng tiểu thư Ngôn Khanh, phải đi xem phim ăn cơm với tôi trước. Sao chỗ nào cũng có cậu vậy?" thời đình liền bảo không được cô ấy sẽ không đi cùng cậu đâu thế nào tôi mua luôn vé rồi thời đình liền giật lấy nhưng không được chợt ngôn khanh lên tiếng được thôi tôi đồng ý với anh cô nói nhỏ với thời đình nhịn một chút vụ án quan trọng thời quảng nghe vậy thì cười đắc ý thời đình thì nhíu mày vừa khó chịu vừa cảm thấy ngượng ngùng sau đó tại quán ăn này sao anh cũng ở đây thời đình đáp ăn cơm ngôn khanh tiểu thư nơi này đông quá hay là chúng ta đổi sang chỗ khác ăn đi ngôn khanh không đáp mà chỉ trầm trồ thịt này ngon quá. Ngôn khanh tiểu thư, cô càng ghét tôi, tôi lại càng muốn lại gần cô. Sẽ có một ngày tôi biến cô thành của tôi. Thời đình liền đút miếng thịt to vào miệng anh ta, khiến anh ta ho sặc sụa. Thời đình thản nhiên bảo, nếu không ăn thì sẽ nguội đó. Nhìn thời quảng nhăn nhó, mà thời đình thầm bảo, thật phiền phức, phải đuổi hắn ta đi. Rồi anh nói, tôi nhớ trong quán lẩu này, mấy năm trước có một vụ mất tích. Bà chủ đột nhiên biến mất. Liên quan gì đến tôi, tôi chẳng có hứng nghe đâu. Cục quân cảnh tìm trong quán một ngày một đêm, cuối cùng phát hiện một nửa thi thể của bà chủ bị chặt ra bỏ vào nồi luộc. Một số bộ phận khác bị những vị khách không biết chuyện ăn vào bụng rồi. Thời Quảng nghe đến đây liền bụng miệng chạy đi. Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người. Thời Đình gấp thức ăn cho cô. Bây giờ chúng ta có thể từ từ ăn cơm rồi. Cứ ăn thoải mái, có cậu ta trả rồi. Ngôn Khanh nhìn anh bảo cảm ơn. Có anh ở bên tôi thật tốt. Thời Đình nghe vậy thì khuôn mặt đỏ lên. Sau đó tại dạp phim, Ngôn Khanh ngồi cùng với Thời Quảng. Ngôn Khanh quay qua quay lại tìm kiếm Thời Đình. Hắn nói đừng tìm nữa, anh ta sẽ không đến đâu. Tôi đã bao hết tất cả vé của dạp chiếu phim này rồi, không có ai có thể làm phiền chúng ta nữa. Ai ra, sao tôi càng nhìn càng thấy cô đẹp vậy? Ngôn Khanh bảo tránh xa tôi ra. Bất ngờ một ly bắp hất vào mặt hắn ta. Là tên không có mắt nào dám đổ lên đầu tao. Thời đình bảo, trùng hợp quá, chỗ của tôi cũng ở đây. Không thể nào, sao anh lại có vé để vào chứ? Tôi từng rửa sạch án oan cho ông chủ dạp chiếu phim, muốn ngồi đâu mà chẳng được. Thời quảng thầm mắng, mẹ nó giống hệt như miếng keo da chó vậy, không thể đá đi được. đợi tôi xem phim xong sẽ giết anh. một lát sau thời quảng há mò ngủ thiếp đi. ngôn khanh cầm lên một hạt bắp rang. trên bỏng ngô của anh có một trắng, anh bỏ thuốc an thần lên trên à. mắt của cô tốt thật. tôi đưa cô đến nơi này. ngôn khanh ngạc nhiên hỏi đi đâu vậy. một lát sau đây là vị trí tốt nhất của dạp chiếu phim này. vị trí này đúng là nhìn rõ hơn thật, nhưng mà tôi nghe không hiểu. tôi dịch cho cô. người đàn ông này bị kẻ địch bắt giữ, rồi đưa đến nhà máy hóa chất ở nhà máy hóa chất, anh ta gặp được một người con gái, hai người yêu nhau và hẹn sẽ cùng nhau trốn khỏi nhà máy hóa chất. Hai người chạy trốn thất bại rồi bị bắt về. Trước lúc chết anh ta nói với cô gái, nói đến đây Thời Đình ngưng lại. Ngôn Khanh hỏi, anh ta nói cái gì? Thời Đình ngập ngừng một lúc rồi nói vào tai cô. Anh thích em, anh thích em, anh thích đôi mắt giống như ánh mặt trời của em, anh thích sự đơn thuần của em. Hy vọng ngày nào cũng được ngắm mặt trời lặn với em. Ngôn Khanh đỏ mặt hỏi, đó là những gì trên phim nói sao? Thời Đình khẽ đáp, ừm. Nhưng Nam Chính hình như chỉ nói hai câu, mà anh phiên dịch ra dài như vậy. Người nào đó cố ý kéo dài câu thoại. Thời đình bảo, tiếng Trung rất rộng lớn và thâm tình, nên việc phiên dịch phức tạp hơn. Bất ngờ cô nhìn trên màn hình mà bảo, tôi biết vì sao nhất chi mai chết rồi. Bất giác cô nắm tay anh, đi, chúng ta mau về cục quân cảnh. Thời đình ngượng ngùng đỏ mặt khi cô chủ động nắm lấy tay anh. Sau đó tại phòng khám nghiệm, ngôn khanh sư phụ, đây là kết quả khám nghiệm thi thể của nhất chi mai lúc anh ta còn sống bị mắc bệnh tim và bệnh ngoài da nghiêm trọng, vẫn luôn uống thuốc đến giờ. Tôi đã thử kiểm tra số thuốc trợ tim mà người chết dùng, bên trong là thuốc hùng hoàng. Có phải có người đã đổi thuốc, nên nhất chi mai mới lên cơn đau tim mà chết không? Ngôn Khanh bảo, hùng hoàng có thể trị bệnh ngoài da, có lẽ anh ta cố tình giấu chuyện bệnh ngoài da của mình, nên mới nói với bên ngoài đó là thuốc trợ tim. Cô dùng kim thử viên thuốc, ngạc viễn thốt lên, kim bạc biến thành màu đen rồi. Bên trong thuốc hùng hoàng có thạch tím. Ngôn Khanh nói, kim bạc cũng không hoàn toàn biến thành màu đen, chứng tỏ trong này chỉ có một lượng thạch tín nhỏ một lượng thạch tín nhỏ sẽ không gây chết người nhưng nếu hùng hoàng sử dụng chung với thạch tín nạn nhân chỉ cần sử dụng liên tục một tuần thì sẽ chết vì chúng độc mãn tính độc mãn tính sẽ không có biểu hiện rõ ràng hung thủ lợi dụng điểm này để ngụy tạo thành nạn nhân chết vì đau tim thời đình hỏi sao cô lại nghĩ ra vậy may mà lúc xem phim anh nói về nhà máy hóa chất người làm ở nhà máy hóa chất thường bị chúng độc mãn tính ngạc viễn ổ lên hai người hẹn đi xem phim sao thời đình bảo chỉ vì phá án thôi đừng nghĩ nhiều sau đó bạch cẩm hỏi ông chủ gánh hát nhất chi mai chết không phải vì đau tim mà bị người ta hạ độc ông nói thật cho tôi có phải do ông giết không ông ta vừa khóc vừa đáp oan uổng quá cậu ta là trụ cột của gánh hát chúng tôi đó không có cậu ta chống đỡ thì gánh hát này đã sập rồi vì sao tôi phải hạ độc cậu ta chứ nhưng có người trong đoàn kịch nhìn thấy vào đêm trước khi nhất chi mai chết hai người đã cãi nhau rất to tôi không có quan hệ nhất chi mai với tôi rất tốt bạch cẩm đập bàn chìa súng vào ông ta mà hù dọa ông còn không nói thật thì tôi sẽ bắn ông ông ta sợ đến tím mặt. Tôi đúng thực có cãi nhau với Nhất Chi Mai, nhưng vì cậu ta là thứ chó má vong ân phụ nghĩa. Lúc đó cậu ta nói với tôi, thù lao đi hát của Thuận Thành lần này, tôi sẽ lấy một nửa. Như vậy không hợp quy tắc. Nếu một mình cậu lấy một nửa, thì những thành viên khác sống thế nào? Sống chết của người khác liên quan gì đến tôi, tôi là trụ cột ở đây, không có tôi, ai sẽ mời mấy tên vô danh như mấy người chứ? Nhất Chi Mai cậu đừng có quá đáng. Lúc đó tôi thương xót cậu suýt thì chết đói, nên mới thu nhận. Ông nói đúng, ông là ân nhân của tôi, tôi đổi ý rồi tôi sáu mấy người bốn ông tức giận hất ly xuống bàn mà mắng thứ cho má vong ân bội nghĩa tốt nhất là ngày mai cậu chết đi cho rồi lúc đó tôi nói những lời đó chỉ là do tức giận sau đó đã quay về ngủ rồi ai ngờ được hôm sau cậu ta lại chết thật tôi bị oan mà bạch cẩm bịt tay lại ông đừng khóc nữa ồn chết mất chợt ông ta nói tôi biết là ai giết nhất chi mai rồi trưởng quan anh đi bắt hắn đi hắn là một tên điên còn bên này ngôn khanh được thời đình đẩy ra ngoài chợt cô quay sang nhìn thứ gì đó là con mèo đen đang ngồi bên cửa sổ ngôn khanh nhìn nó mà mặt mày liền biến sắc thời đình hỏi cục quân cảnh sao lại có mèo ngạc viễn nghe hỏi thì đờ mặt ra không biết phải nói thế nào thời đình đặt tay lên vai trấn an cô đừng sợ có tôi ở đây cô ngước mặt lên đáp ừm rồi ngạc viễn đến đuổi con mèo đen đi lúc nó nhảy xuống bất giác thời đình liếc mắt về phía sau là một người đứng trốn sau vách tường anh bảo một con mèo mà thôi không sao đâu chúng ta đi họ vừa rời đi thì tên đó lén vào phòng khám nghiệm hắn kéo khăn ra nhìn nhất chi mai một lúc rồi lấy ra một con dao và lẩm bẩm cho dù cậu chết trái tim của cậu cũng thuộc về tôi bất ngờ tay hắn ta bị chụp lấy bắt được anh rồi ngạc viễn nói hóa ra hung thủ chính là anh thả tôi ra tôi không phải hung thủ nếu không phải hung thủ sao anh lại muốn hủy hoại thi thể ngôn khanh chăm chú nhìn hắn ta một lúc rồi bảo anh ta không phải hung thủ có lẽ anh ta và nạn nhân là bạn tốt ngạc viễn ngây người hỏi sư phụ sao cô biết vậy là trực giác phán đoán của ngôn tiểu thư không sai tôi là a cựu từng là bạn tốt của nhất chi mai nhưng đến một ngày cậu ấy không để ý đến tôi nữa cậu ấy có bạn khác có lẽ là đồ đệ của cậu ấy mai ngũ tử cũng có thể là đàn em của cậu ấy cẩm thượng hoa tôi không biết nếu như tôi biết tôi nhất định sẽ giết hắn ngôn khanh nghe vậy thì thở dài một hơi thời đình quay sang nhìn nhất chi mai rồi nói xem ra anh ta là một kẻ thường hay phạm tội sau đó trong phòng tra khảo đàn em cẩm thượng hoa và đồ đệ mai ngũ tử theo tôi điều tra, lúc còn sống nhất Chi Mai thường làm phiền hai người, có phải thật không? Thật tốt khi hắn chết rồi. Tôi chờ ngày này lâu rồi. Năm đó anh ta tính kế hãm hại tôi, tôi liều chết bảo vệ sự trong sạch, nhưng không giữ được cái cổ họng này. Nếu không phải do hắn làm chơi xấu thì tôi đã là trụ cột của gánh hát rồi. Ha, bây giờ hắn chết là do báo ứng. Còn Mai Ngũ Tử Bảo, sư phụ đối xử với tôi rất tốt, cho dù hay đánh mắng tôi cũng là vì tốt cho tôi." Ngôn Khanh liền nói, "Cậu đang nói dối. Bạn tốt mới của nhất Chi Mai là cậu phải không?" mai ngũ tử người là sư phụ của tôi mà vậy anh kéo tay áo của anh lên để lộ cánh tay ra cho mọi người cùng xem anh ta hốt hoảng rồi từ từ kéo lên trên lưng người chết nhất chi mai cũng có bệnh ngoài da giống như vậy bệnh này rất khó truyền nhiễm trừ khi có tiếp xúc thân mật cô hỏi là do anh lây cho anh ta đúng không trong số sách này có ghi anh ta vốn muốn rời khỏi gánh hát đến thanh đồng quán mai ngũ tử kích động hét lên là do anh ta lây cho tôi tôi mới là người muốn đi thanh đồng quán đêm đó tôi nói tôi không muốn uống rượu hắn liền đánh tôi bắt tôi quỳ trên nền tuyết sau đó cổ họng của tôi cũng hỏng rồi trên người cũng xuất hiện bệnh ngoài da giống hệt hắn tôi không thể đi đến thanh đồng quán nữa là hắn đã hủy hết tất cả của tôi vì sao tôi không thể giết hắn chứ cho nên tôi bỏ thêm một chút thạch tím vào trong thuốc của hắn tôi chính mắt nhìn thấy cơ thể hắn ngày càng yếu dần cuối cùng chết trên sân khấu tôi vẫn luôn là một kẻ bị hại tôi giết hắn là sai sao sau đó ngôn khanh cùng thời đình và cẩm thượng hoa ra ngoài cảm ơn thời cục trưởng và ngôn tiểu thư đã bắt được hung thủ trả lại trong sạch cho tôi. Ngôn Khanh quay sang nói, chúc mừng anh, báo được thù rồi. Cẩm thượng hoa tái mặt, ngôn tiểu thư, không biết cô có ý gì. Khả năng cổ họng của Mai Ngũ Tử bị hỏng do sốt cao rất thấp, khả năng lớn nhất chính là có người hạ độc câm, rồi ra họa cho nhất chi Mai. Như vậy mới có thể khiến lòng căm hận của Mai Ngũ Tử đạt đến đỉnh điểm. Nhưng thứ này, đều do cô đoán ra mà thôi, cho dù là thật thì sao, không có chứng cứ cũng không thể bắt tôi. Dù sao loại người cạn bã như vậy chết cũng chưa hết tội, không đáng được sống trên đời này. Tôi cũng đang làm việc tốt thôi, nói rồi hắn ta rời đi thời đình lúc này bảo bên ngoài rất lạnh tôi đưa cô về đã cầm thượng hoa trên đường trở về thì phía sau có một bàn tay vươn tới rồi bịt miệng anh ta lại chỉ thấy hung thủ nở nụ cười rất nham hiểm ngôn khanh thì được thời đình đưa về đến nhà cô hắc xì vài tiếng tịnh chi nói tiểu thư bị cảm rồi mau uống canh ngừng đi thời đình liền bưng lấy chén thuốc để tôi cho mộ dung kéo tay tịnh chi đi thôi để bọn họ ở riêng với nhau thời đình từ từ đút thuốc cho cô anh ân cần bảo, chậm thôi, có hơi nóng. Trợt ngôn khanh bảo, thời đình, anh phải hứa với tôi một chuyện. Tôi muốn chính thức đến cục quân cảnh làm pháp y thực tập. Cục quân cảnh rất nguy hiểm, hay là cô nghĩ thêm mấy ngày đi? Không cần đâu, tôi quyết định muốn làm pháp y. Anh thở dài rồi nói, được, tôi quay về làm giấy tờ liên quan cho cô. Lão hổ nghe vậy thì phấn khích reo lên. Pháp y tuyệt lắm, pháp y tuyệt lắm. Ở một cảnh khác, lúc này thời quảng tỉnh dậy mà cào nhau. Sao mình có thể ngủ quên ở dạp chiếu phim chứ? Nhất định là do hai bọn họ dở trò mình phải đi tính sổ. Ngôn Mộng cùng Thời Vũ Đồng hớt hải gọi, Thời Quảng thiếu gia đợi bọn em với. Anh trai đợi em với, anh muốn đi đâu? Anh ta thầm bảo, hai đứa cản đường, phiền chết mất. Cứ thế anh ta bước nhanh đi. Hai cô gái chạy đến ngã rẽ thì mất dấu. Hai người đứng ngơ ngác mà hỏi, anh cô lúc nãy đi hướng nào vậy? Không biết, không thấy rõ. Chợt khuôn mặt họ trở nên tái mét. Từ trong ngõ tối vang lên những âm thanh âm u. Cô có nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ không? Hu hu, gì vậy tôi sợ quá. Chúng ta mau chạy đi thời vũ đồng bất giác nhớ lại lời ngôn khanh nói đồ nhát gan thời vũ đồng không thừa nhận mình nhát gan liền miễn cưỡng bảo không được chúng ta phải đi vào xem sao chúng ta không hề kém hơn đồ tàn tật đó không sợ tôi có súng cô đừng phát ra tiếng đứng phía sau tôi hai người vừa run rẩy vừa chậm chạp bước vào vừa thấy bóng người hai cô liền hét toáng lên thất thanh là một kẻ mặc áo đen chỉ để lộ hai con mắt thời vũ đồng cùng ngôn mộng quá sợ hãi nên ngã xuống đất mà ngất đi đúng là càng gà càng muốn chơi Lúc này Ngôn Khanh nghe tin, không hay rồi, tiểu thư Ngôn Mộng xảy ra chuyện rồi. Cục quân cảnh cũng hết sức huyên náo, Thời Đình nhận cuộc gọi từ cha. Anh bảo, trong vòng 7 ngày con sẽ bắt được hung thủ. Ngôn Khanh cũng nhanh chóng đi đến. Thời Đình hỏi, cô còn chưa khỏi bệnh, sao lại chạy lung tung vậy? Cô hỏi trong thành xảy ra vụ án đập đầu sao? Ngôn Mộng và Thời tiểu thư thế nào rồi? Anh thở dài ngao ngán, hai người họ mạng lớn, đang ở bệnh viện tiếp nhận điều tra. Tiếng hét lúc đó đã thu hút nhiều người đến, nên hung thủ đã chạy từ lâu rồi lúc này thời quảng đá cửa bước vào mà quát này đồ ăn hại mày quản lý an ninh của thuận thành kiểu gì vậy đến cả em gái mình cũng suýt xảy ra chuyện mày xem cái bộ dạng phế vật của mày có thể bảo vệ được ai chứ chi bằng để tao thời đình ngắt lời anh ta anh gọi bạch cẩm bạch cẩm liền xuất hiện bên cạnh thời quảng thời đình bảo sỉ nhục nhân viên cảnh sát bắt giam hai ngày thời quảng lại hét lên mày dám tao sẽ nói cho cha trong phòng lúc này chỉ còn thời đình và ngôn khanh Cô bảo, tôi đến phòng phẫu thuật xem thi thể của vụ án đập đầu. Anh nghe vậy hơi khựng lại vài giây. Rồi anh nói tôi đi chung với cô. Cô ngước lên hỏi, vì sao? Sau đó đến phòng phẫu thuật. Thời đình nói cô gái mặc áo đỏ vừa đến 30 phút trước. Quay lại 30 phút trước. Cô ta là thiên kim hàn gia, hàn tích linh. Thời đình cầm hồ sơ lên xem rồi nói, chỗ chúng tôi không thiếu pháp y. Tích linh nói, đây là dấu ấn của người hàn gia chúng tôi. Hai nhà thời hàn chúng ta đều là thế gia. Chắc anh rõ hơn tôi, chuyện do người của hàn gia quyết định không thể thu hồi thời đình bất lực mà miễn cưỡng chấp nhận. Đây là giấy chứng nhận thực tập pháp y của cô, tốt nhất cô đừng nên đi, cô ấy không phải người tốt gì đâu. Anh thấy tôi giống quả hồng mềm, để mặc cho người khác bắt nạt sao? Người chết tôi còn không sợ, huống chi là người sống. Quay lại hiện tại, Tích Linh nhìn Ngôn Khanh bằng nửa con mắt mà hỏi. Đây là pháp y thực tập à, một người tàn phế cũng được sao? Ngạc Viễn liền hét lên, cô không được nói sư phụ tôi như vậy. Ngôn Khanh điểm đạm bảo, Ngạc Viễn, tôi không sao, đưa găng tay và giao phẫu thuật cho tôi. Tích Linh ngồi khoanh tay nói, dáng vẻ này của cô thì đừng có kéo chân người khác nữa, làm lỡ việc của bọn tôi. Ngôn Khanh không thèm để ý cô ta mà tập trung khám nghiệm. Nạn nhân khoảng 27 đến 28 tuổi, cao 1m53, nặng 60 cân. Chết vào lúc khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 6 tháng 6, từ vết thương đoán được rằng, hung khí là dụng cụ bằng sắt, dài 7cm, rộng 2cm. Dễ xoay, một đầu hung khí có móc câu. Tích Linh nói chen vào, cô nói bậy, trên đời này làm gì có loại hung khí như thế. Ngôn Khanh vẫn tập trung chuyên môn mà phớt lờ lời cô ta. Thứ hai, hung thủ cao từ 1m71 đến 1m73, sức lực rất lớn. Đồ ngốc cũng biết. Thứ ba, nhìn từ vết thương trước ngực nạn nhân, hung thủ có lẽ mắc bệnh tâm thần. Loại hành vi bất thường như vậy, thường chỉ có người thần kinh mới làm. Lúc này Tích Linh đứng dậy hỏi, sao cô biết? Ví dụ như trong vụ án này, trước ngực nạn nhân có mười mấy vết đâm, đây là hành vi ngẫu nhiên sau khi gây án, chứ không phải hung thủ có tính toán trước. Vì vậy, anh ta sẽ không mang theo hai hung khí một loại hung khí mang theo cả hình đầu búa và hình lưỡi câu. Ngạc Viễn bảo, sư phụ của tôi sẽ không nói lung tung. Vậy thì sao? Kiến thức chuyên ngành có tốt hơn nữa thì cũng chỉ là pháp y thực tập. Chợt Ngôn Khanh ho lên vài tiếng, khụ khụ. Ngạc Viễn lo lắng bảo, sư phụ, trong phòng phẫu thuật lạnh, cô ra ngoài nghỉ ngơi đi. Cô đáp, tôi không sao. Hàn Tích Linh thầm đắc ý, không chỉ là một kẻ tàn phế, còn là một con ma bệnh, lấy cái gì để so với mình chứ? Tại phòng bếp. Cục trưởng, sao ngài lại đến vậy? Anh ra lấy cho tôi ít gừng rồi mua hộ tôi ít coca, rồi thời đình tự tay trổ tài làm món ăn. Mọi người từ ngoài cửa nhìn vào mà xôn xao. Coca hiếm như vậy mà cục trưởng lại đem đi nấu hết sao? Nghe nói cục trưởng muốn làm gừng băm coca. Gừng băm coca là món gì vậy? Đúng lúc này Hàn Tích Linh đi qua, cũng nhìn vào trong bếp mà tò mò. Sau đó đến giờ nghỉ trưa, Ngôn Khanh nằm trên ghế mà cuộn tròn lấy chăn ngủ thiếp đi. Trên bàn là một chén canh cùng với tờ giấy nhắn nhủ. Chợt Tích Linh đi vào bảo, tôi muốn đến phòng làm việc của anh nghỉ ngơi thời đình nói phòng làm việc là nơi quan trọng cô không được vào vậy vì sao cô ta lại được vào thời đình thản nhiên đáp cô ấy không giống cô phải cô ta là một ả à tàn tật ngồi xe lăn nhưng anh cũng đừng quên tôi là ai cô có ý gì cô ta liền lấy ra một phong thư rồi bảo anh mở ra là sẽ biết thời đình liền mở ra xem bên trong viết thời đại soái con gái hàn tích linh của ta một lòng thích con trai thời đình của ngài nếu đại soái đồng ý chấp nhận con bé hai nhà hàn thời có thể chọn một ngày lành để đính hôn bộ trưởng bộ tài chính thời đình liền thẳng thừng từ chối tôi có người mình thích rồi tôi sẽ không lấy cô cô ta tức giận mà gắt gỏng anh thích ai chẳng lẽ là đứa tàn phế đó sao tôi kém cô ta chỗ nào chứ anh đứng lại trong phòng ngôn khanh đã thức thời đình đi vào hỏi cô đỡ hơn chưa có muốn ngủ thêm một lát không cảm ơn canh cô ca bằng gừng của anh tôi đỡ nhiều rồi cô hỏi vụ án đập đầu có manh mối chưa thời đình mệt mỏi nói đây đã là vụ án thứ ba của thuận thành rồi cả ba nạn nhân đều là nữ mỗi lần hung thủ ra tay đều là vào nửa đêm Thi thể nạn nhân bị ném vào thùng rác gần đó, áo bị kéo lên, trên người có dấu vết bị cưỡng bức, nhưng điều kỳ lạ là mỗi lần hung thủ làm nhục nạn nhân trên đường xong, lại kéo nạn nhân từ trên đường đến thùng rác gần đó, sau đó mới giết hại. Ngôn Khanh bảo, có lẽ hung thủ là một tên thần kinh bị rối loạn chức năng sinh dục, động cơ giết người của anh ta có lẽ là để giải tỏa dục vọng và tìm kiếm hưng phấn. Cho nên mục tiêu của hắn đều là những cô gái ra ngoài một mình vào lúc nửa đêm. Thời Đình nói thêm, ngoài ra, hung thủ còn để lại đầu thuốc lá của thuốc lá hồng mai bên cạnh thi thể. Đây là loại thuốc lá rẻ nhất, nên có thể hung thủ không phải người có chức vị cao. Có thể loại trừ 6 điểm nằm ngoài tam giác nơi xảy ra vụ án, lần lượt là tiểu khu Hương Tam, tiểu khu Hương Công. Hàn Tích Linh bên ngoài cửa áp tai vào mà nghe lén. Trong lòng thầm bảo, mặc dù kiến thức chuyên ngành về pháp y mình không bằng cô ta, nhưng thành tích chiến đấu của mình là hạng nhất ở trường cảnh sát, chỉ cần mình dẫn dụ được hung thủ ra, bắt hắn không phải rất dễ dàng sao? Đợi một mình mình lập công phá án, thì mình không tin anh ta vẫn không để mình trong mắt một lúc sau ngôn khanh hỏi muộn như vậy rồi sao cô không tan ca tích linh chỉ hừ lạnh rồi quay mặt không đáp ngạc viễn nói sư phụ không cần để ý cô ta cô ta chỉ đến chơi thôi chúng ta đi nào đến một giờ sáng tích linh lén lút đi ra ngoài cô quay qua quay lại tìm kiếm hung thủ sao vẫn chưa đến chẳng lẽ vừa nhìn thấy bổn tiểu thư đã sợ rồi sao hừ đi bộ nhiều mỏi chân quá cô liền ngồi xuống chiếc ghế bên đường để nghỉ vừa lúc cô lấy chiếc gương ra sơn lại môi thì thấy có người phía sau cô liền quay phát lại thì không thấy đâu. Thế rồi cô đứng dậy rời đi. Kỳ lạ, sao đi mãi vẫn không ra được vậy? Vừa nãy không phải con đường này sao? Còn Ngôn Khanh đang ngủ thì mơ một giấc mơ kỳ lạ. Có hai người bao vây cô, tay cầm hung khí. Cô giật mình tỉnh dậy, hỏng rồi, hung thủ có thể là hai người. Thời Đình biết tin liền bảo, các cậu đi điều tra một chút, xem xem gần đây buổi tối có hai người đàn ông, một gầy một béo xuất hiện không? Một tên bị bệnh tâm thần, sức lực rất lớn vô cùng nguy hiểm, các cậu phải cẩn thận. Lúc này Ngôn Khanh hỏi, sao Hàn Tiểu Thư không ở đây, cô ấy nghỉ rồi sao? Thời đình thở dài, cô hỏi cô ấy làm gì? Cô ấy nửa tiếng trước đã về rồi, trước khi đi còn hỏi tôi, màu son hôm nay của cô ấy có đẹp không? Tôi đâu có rảnh để ý cô ấy. Cô thầm nghi hoặc, không đúng, vì sao trước khi tan ca lại trang điểm? Chợt cô hốt hoảng nói, cô ấy sẽ không lấy bản thân làm mồi nhiều chứ. Thời đình cũng bảo, cô ấy là con gái của Bộ trưởng Bộ Tài chính, nếu như xảy ra chuyện thì sẽ rất phiền phức. Mau tìm. Lúc này Hàn Tích Linh ngồi bệch xuống đất mà khóc, hu hu mình không đi nữa không vui chút nào mình muốn về nhà bất ngờ một người phía sau ôm lấy cô mà bảo tôi tôi sẽ khiến cô vui vẻ cô quay lại đắc ý bảo quả nhiên cắn câu rồi lập tức cô xoay người lại tấn công hắn ta hóa ra hung thủ thật sự là một đứa ngốc bắt được hắn thì mình sẽ lập được công rồi tên đó ngã ngồi xuống đất mà run rẩy đau quá đau đau chợt ánh mắt cô tròn lên đầy kinh ngạc thời đình cùng ngôn khanh bảo đằng trước có tiếng mau đi xem xem bên này hàn tích linh đã bị tên tội phạm khống chế anh cô ấy thơm quá đưa cô ấy về nhà cô run rẩy yếu ớt gọi cứu với đúng lúc này ngôn khanh đi đến dõng giặt nói thả cô ấy ra anh anh trai cô ta cũng rất đẹp đẹp nhưng là một đứa tàn tật chúng ta không cần bất ngờ ngôn khanh nhấn nút lập tức một khẩu súng hiện ra hai người họ hốt hoảng bảo cô ta có súng em trai mau chạy đi ngôn khanh hỏi hàn tích linh cô vẫn còn sống chứ cô cô đi đi tôi không thèm để một người tàn tật cứu hu 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 mất mặt chết mất hu 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 Lúc này thời đình đi đến hỏi, hai người vẫn ổn chứ, hung thủ đâu? Hàn tiểu thư bị thương một chút, hung thủ chạy rồi. Con ngõ này giống như mê cung vậy, không cần đuổi theo, không đuổi kịp đâu. Đáng tiếc trời tối quá, không nhìn rõ mặt của bọn họ. Sau đó, Hàn Tích Linh nằm trên giường mà bảo, "Cô nhớ lấy, tôi nợ cô một mạng, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục ghét cô." Ngôn Khanh đáp, "Biết rồi." Bác sĩ đi vào nói, "Hàn tiểu thư, vết thương trên đầu cô cần phải khâu lại." "Tôi không khâu, nếu để lại sẹo thì sao?" sau này sao tôi lấy chồng được anh nghĩ cách khác đi thời đình nói nghe lời bác sĩ khâu đi tích linh gắt gỏng bảo không thích hàn tiểu thư cô không khâu cũng được lỡ như vết thương bị nhiễm trùng rồi hoại tử thì sẽ để lại vết sẹo to hơn tích linh nghe vậy thì ngậm ngùi miễn cưỡng đồng ý ngôn khanh chúng ta đi tích linh lại nói lần này bắt hung thủ tôi hy sinh nhiều nhất hai người nhất định phải nhớ tính công cho tôi đó tôi không phải bình hoa di động lúc ra ngoài ngôn khanh cho rằng thực ra cô ấy cũng không xấu chỉ là có chút bệnh công chúa anh thấy thế nào? Tôi không hứng thú với những thứ này. Cô ấy thích anh, cô ấy cho tôi xem bức thư đó rồi. Tôi không thích cô ấy, chuyện bức thư tôi sẽ giải quyết. Sau đó về nhà, mẹ thời đình hỏi, con gặp Tích Linh chưa? Mẹ biết con bé thích con từ nhỏ, tuổi của các con cũng không nhỏ nữa, cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Con đến tìm mẹ là vì việc này, chuyện kết thân này con không đồng ý. Tích Linh có chỗ nào không tốt, ngoại hình và gia thế đều xứng với con. Có tốt hơn nữa con cũng không thích, xin mẹ hãy quên ý định kết thân đi con trai con xem tổ yến này tốt biết bao đáng tiếc một tháng mẹ cũng khó được ăn một lần con có biết ngày nào tam thẩm và thời quảng cũng được ăn ngay cả phu nhân cũng không sánh bằng cha của tích linh là bộ trưởng bộ tài chính chỉ cần con kết hôn với con bé thì mẹ không cần phải sợ tam thẩm nữa nhìn bà bưng chén tổ yến trên tay thời đình như nhận ra điều gì anh thầm bảo sao mình lại không nghĩ đến rồi liền đứng lên mẹ con còn có việc con đi trước sau đó thời đình điều động binh lính lên núi Ngôn Khanh hỏi sao anh lại nghĩ hung thủ ở trên núi. Còn nhớ hung khí kỳ lạ đó không? Tôi đoán nó là diều leo núi. Trên một ngọn núi của Thuận Thành sinh ra một loại tổ yến quý, công nhân thường dùng diều leo núi để thu nhặt. Mà công nhân thu nhặt tổ yến thường sống trên ngọn núi đó, tôi đã nghe ngóng rồi, chỉ có một công nhân mắc bệnh thần kinh, tên là Hồ Nhị. Bạch Cẩm vừa lái xe vừa khen ngợi, thất ca giỏi quá. Một lát sau bọn họ đã đến nơi, phía trước có một căn nhà đơn sơ. Họ liền đạp cửa xông vào, liền bắt gặp một người đang gặm cái đùi gà trên miệng hắn ngưng lại mà hỏi các người là ai rồi nhìn ngôn khanh mà bảo đẹp đẹp quá vợ ngủ thử xem ngôn khanh liền bảo mau ngăn hắn lại lập tức hai anh cảnh sát đánh hắn nhào về phía sau cùng lúc này thời đình đến đạp lên người hắn mà hỏi hồ nhị anh trai cậu đâu đúng lúc anh trai hắn chạy đến gọi lớn thả em trai tôi ra bạch cẩm liền chắn phía trước mà dõng giặt nói thất ca giao cho em bất ngờ tên đó cầm quả bom đưa lên cao ai dám qua đây thì tất cả sẽ cùng chết thả em trai tôi ra, giao người phụ nữ đó cho bọn tôi. Bạch Cẩm nhìn thấy quả bom mà đứng sững người ngơ ngác. Chợt tên đó bị tấn công bất ngờ. Này thì sàm sỡ tôi, lần này xem như báo thù rồi. Hắn ngã lăn ra đất, quả bom cũng rơi xuống. Bạch Cẩm nhặt quả bom lên nói, thất ca, bom là giả. Hàn tiểu thư, không phải cô đang ở bệnh viện sao? Cần cô quản chắc, tôi sẽ không cho cô cơ hội phá án một mình với cục trưởng đâu. Bạch Cẩm nhận ra liền bảo, ha, quan hệ tay ba thời đình liền liếc cặp mắt như dao găm phóng qua bạch cẩm vội chắp tay thất ca em sai rồi hàn tích linh đi đến nói với thời đình thế nào vừa nãy tôi không kém cô ta chứ anh chỉ đáp ấu trĩ rồi sai người khiêng hung thủ dậy mang đi thấy vậy ngôn khanh khen cô ta một câu vừa nãy thân thủ của hàn tiểu thư rất tốt lần này phá án cô có công lớn nhất im miệng ai cần cô khen chứ ngôn tiểu thư tôi tìm thấy hung khí và sổ nhật ký trong phòng hồ nhị đưa tôi xem xem tháng 3, mẹ chạy theo người đàn ông khác rồi, cha nhảy vực tự sát chết rồi. Hồ Nhị bị kích thích nghiêm trọng nên mắc bệnh thần kinh. Tháng 7, anh cả như cha, cuối cùng mình cũng nuôi Hồ Nhị đến 18 tuổi. Có điều gần đây cứ nửa đêm là không thấy bóng dáng, lúc trở về trên người còn có vết máu. Tôi không yên tâm, nên lén lút theo nó ra khỏi nhà, lại nhìn thấy nó đang ôm một cái xác đã chết mấy ngày. Tôi rất sợ, bệnh của nó nặng hơn rồi. Hồ Nhị lớn thật rồi, nó còn biết cả chuyện nam nữ. Mặc dù phía dưới có khuyết tật, cũng không thể cản được dục vọng của nó tôi là người thân duy nhất của nó tôi phải giúp nó em trai cô ta đã chết rồi anh đưa em đi tìm vợ tốt hơn vì thế tôi đưa theo em trai bắt đầu kế hoạch giết người những người phụ nữ rời bỏ gia đình ra ngoài vào ban đêm để phong lưu đều đáng chết mỗi đêm tôi đều nhớ lại tiếng la hét thảm thiết của họ đó là âm thanh hay nhất trên đời này hàn tích linh đọc đến đây thì phì nhổ hừ biến thái ngôn khanh ngậm ngùi bảo người đáng thương ắt sẽ có chỗ đáng hận anh ta bị bắn chết cũng không đáng tiếc nhưng những cô gái đã chết cũng không thể sống lại sáng sớm hôm sau bạch cẩm hí hửng chạy đến hô lớn tin tốt tin tốt cục quân cảnh chúng ta chỉ mất ba ngày đã phá được án đập đầu bây giờ đã lên trang nhất của những trang báo lớn rồi thời đình điểm tĩnh bảo chúng ta đâu có tiếp nhận phỏng vấn ngôn khanh cô liên hệ nhà báo à cô lắc đầu tôi không làm chợt hàn tích linh mở cửa vào hãnh diện nói là do tôi cố ý tiêu tiền mời nhà báo đấy tôi kể án đập đầu với nhà báo rất chi tiết đặc biệt là quá trình tôi chiến đấu với hung thủ ngôn khanh đọc qua rồi nói trên tờ báo này viết hình như không giống cô nói lắm cô đừng nói bậy, đưa tôi xem xem. Cục quân cảnh nóng lòng lập công, vì để bắt hung thủ đã dùng một cô gái yếu đuối làm mồi nhử, mất đi danh tiết của phụ nữ. Tích Liên tức giận ném tờ báo xuống đất, rồi dẫm đạp. Lúc đó tôi không hề nói như vậy. Chẳng trách tên nhà báo khốn nạn đó lại đeo khẩu trang che kín mặt, hóa ra là hắn làm chuyện xấu. Lần sau tôi nhất định sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất. Thời đình chán nản bảo, nhíu nhỏ của cục quân cảnh, không giữ nổi cô. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Hàn Bộ trưởng đón cô đi. Anh đừng gọi điện thoại mà, xin anh đó, tôi không muốn đi ngôn khanh nói tôi tin chuyện trên báo không liên quan đến hàn tiểu thư nhất định có người đã dở trò ở phía sau hàn tích linh cáu gắt sao cô lại tin tôi chứ tôi không cần cô tin tôi ngôn khanh cô nói tiếp đi ngôn khanh bảo hàn tích linh bây giờ cô đưa tôi đến tòa soạn nơi nhà báo đó ở thời đình liền nói tôi đi cùng hai người anh đừng đi anh dễ bị nhận ra lắm thế rồi hàn tích linh đẩy ngôn khanh đến tòa soạn cô hỏi ngôn khanh thế này thật sự có thể bắt được tên nhà báo đó sao ai nói tôi muốn bắt nhà báo vậy cô đến tòa soạn làm gì sau đó tại tòa soạn cho hỏi chủ tòa soạn có đây không nhưng mọi người vẫn im lặng không đáp tích linh hét lên này tôi là con gái của hàn gia hàn tích linh các người điếc rồi à mau gọi chủ tòa soạn của các người ra đây tần lăng chủ tòa soạn thanh phong liền đi đến hàn tiểu thư cơn gió nào đưa cô đến đây vậy là do chúng tôi không có mắt xin mời ngồi chúng tôi không phải đến uống trà chỗ tôi có một bản thảo thơ cá nhân muốn đóng góp vị tiểu thư này thực sự rất xin lỗi chỗ chúng tôi chỉ nhận tác phẩm của những tác giả nổi tiếng cho dù tôi có nhận đi nữa thì nó cũng chỉ là bàn thảo thôi ông xem thứ bên trong trước rồi nói tần lăng cầm lên đọc tôi nhẹ nhàng rời đi giống như tôi nhẹ nhàng đến tôi nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt áng mây phía tây bầu trời ông phấn khích bảo bài thơ tạm biệt cầu khang này hay quá đúng là có tài năng sao cô có thể sáng tác ra bài thơ lắng động lòng người đến vậy mau đăng báo nhất định phải đưa lên trang đầu Báo của ngày mai nhất định sẽ đắt khách. Hàn Tích Linh cúi người xuống hỏi Ngôn Khanh, đây là cách cô nói sao? Cách nhanh nhất để che đậy một chuyện là tạo ra một chủ đề hot hơn. Hừ, cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Quay về mình sẽ viết 100 bài thơ. Buổi chiều cùng ngày, Thời Đình cùng Ngôn Khanh ngồi thư giãn, câu cá bên bờ sông. Không phải anh bảo, buổi chiều đưa tôi đi nhận nhiệm vụ đặc biệt sao? Đây chính là nhiệm vụ đặc biệt. Phá án suốt ngày cũng mệt rồi, thưởng cho nhân viên nghỉ ngơi một bữa, cũng là công việc quan trọng mà. Nói đến đây Thời Đình nhìn thấy cá đớp anh dở lên một con cá khá to câu được rồi sau đó liền đưa con cá lên bếp lửa đã chuẩn bị sẵn anh hỏi hàn tích linh nói cô viết bài thơ tạm biệt cầu khang cho tòa soạn ở thuận thành có cây cầu nào là cầu khang sao không phải tôi viết tôi chép lại từ trong mơ đấy cầu khang cũng là cây cầu trong mơ tôi nói với mẹ rồi bà ấy sẽ ra mặt thay tôi từ chối mối hôn sự đó ngôn khanh ngạc nhiên quay sang hỏi vì sao lại nói với tôi chuyện trong nhà anh anh ngập ngừng lúng túng tôi chợt lúc này trời đổ cơn mưa nặng hạt anh vội nói trời mưa rồi cơ thể cô yếu phải mau tìm chỗ trú mưa thôi sau đó tại một căn nhà ngôn khanh nói ông à cảm ơn ông đã cho bọn cháu vào trú mưa ông ấy vẫn im lặng mà không đáp cô nói với thời đình hình như ông ấy không biết nói nhìn bộ đồ trên người ông ấy có khả năng đây là người bảo vệ rừng chợt lúc này ông bật khóc hu hu thuận tử của tôi tôi còn tưởng thuận tử đã trở về rồi ngôn khanh hỏi thuận tử là ai ông vừa khóc vừa đáp con trai tôi cha ngày nào cũng đợi con trở về xem ra con trai của ông ấy mất tích rồi ông lão đáng thương cũng vì chịu đả kích lớn nên không còn tỉnh táo ông ông có hình của thuận tử không cháu có thể tìm giúp ông thời đình đưa mắt ra ngoài mà thở dài bên ngoài mưa lớn quá hôm nay chúng ta không đi được rồi hôm sau trời sáng mưa tạnh ngôn khanh vừa mở mắt thì nghe tiếng thuận tử sao thuận tử vẫn chưa về thời đình cho rằng con đường đó có lẽ là con đường ông lão thấy thuận tử rời đi lần cuối chúng ta có thể dọc theo con đường này để tìm thuận tử Ông à, số tiền này ông cầm lấy mà dùng. Bọn cháu nhất định sẽ giúp ông tìm thuận tử về. Nói rồi thời đình cùng ngôn khanh rời đi. Ông lão khuôn mặt hốc hác, đôi mắt nặng trĩu mà bảo, thuận tử của tôi, nhất định phải quay về. Thời đình và ngôn khanh theo con đường đi vào trong núi. Cô ngạc nhiên hỏi, ở sâu trong núi, mà cũng có nhà nghỉ sao? Chợt có tiếng vang lên, có khách đến rồi. Xin lỗi, chỗ chúng tôi hết phòng rồi. Nơi này cách xa bên ngoài, mà ông vẫn có thể kính khách sao? Ai nói không được vậy? Mấy ngày trước có năm vị khách đến đây nói là muốn đi hái nấm. Bây giờ đâu phải mùa nấm, hái nấm gì chứ? Cậu không hiểu, gần đây có nhiều người thành phố muốn về nông thôn chơi, ngày nào cũng vác theo cái cuốc để đào khắp núi, cũng chẳng đào được cái gì, chẳng qua là chơi cho vui thôi. Cậu xem bọn họ về rồi kìa, một nhóm người có nam có nữ đi đến. Một người đi ngang qua thời đình, cả hai đưa cặp mắt sắc lạnh mà nhìn nhau, rồi hắn quay qua nói ông chủ, không phải nói đã hết phòng rồi sao, sao vẫn có người ở? Đừng hiểu nhầm, bọn họ đến hỏi đường thôi. Nói rồi bọn họ bước vào nhà. Thời Đình và Ngôn Khanh cũng vào theo. "Ông chủ, bọn tôi hỏi thăm một chút. Ông từng nghe thấy cái tên Thuận Tử chưa?" Ông lão ngạc nhiên mà đáp, "Thuận Tử, bị đánh chết rồi." Ngôn Khanh cùng Thời Đình kinh ngạc. "Chết thế nào? Thi thể ở đâu? Hung thủ là ai?" Hai, cũng không biết là bị giết khi nào, hộp sọ của Thuận Tử bị đập nát, lúc tôi nhìn thấy thì óc đã chảy hết ra đất rồi. Tôi thấy hơi đáng thương nên đã đào một cái hố ở trong rừng Hồng Dương để chôn. Ngôn Khanh hỏi, "Sao lúc đó ông không báo cảnh sát?" Ông ngạc nhiên hỏi, vì sao phải báo cảnh sát? Thời đình đưa tay bóp lấy tráng, xem ra vẫn phải tuyên truyền thêm về ý thức pháp luật của Thuận Thành. Từ rừng hồng dương rẻ trái ở gốc cây thứ 9, theo như lời ông chủ nói có lẽ là ở đây. Thời đình bắt đầu đào lên. Một lúc sau anh bảo, tìm được thi thể của Thuận Tử rồi. Ngôn Khanh nói để tôi xem thử. Cả hai nhìn một lúc rồi ngạc nhiên nói. Là chó mà. Nhưng mà theo như lời ông chủ nói, chó cũng là người thân quan trọng. Chúng ta đưa bộ thi thể này về trước, thời đình nói rồi từ từ ngồi xuống gom lại đống xương cốt chợt anh khựng lại rồi bảo đợi đã bên dưới hình như vẫn còn nghe nói vậy ngôn khanh cũng hết sức ngạc nhiên thời đình đào xuống dưới thì là một bộ hài cốt khác mọi chuyện ngày càng phức tạp rồi tạm thời có lẽ chúng ta không thể xuống núi được chợt vang lên tiếng nói vọng lại mẹ nó đào mấy ngày rồi cũng không đào được tôi không làm nữa vừa ăn cơm xong đang có sức đừng có lười biếng nữa mau đào đi ngôn khanh liền bảo thời đình mau quay về thôi anh tạm thời lấp lại nền đất rồi nhanh chóng rời đi Bên này hai người đàn ông nói với nhau. Sao tôi lại thấy vừa nãy trong rừng có người? Người kia lại nói, trừ chúng ta ra còn có ai nữa chứ? Trở lại nhà nghỉ, ông chủ hỏi, mọi người về rồi à? Tìm được thuận tử chưa? Thời đình đặt một túi tiền lên bàn. Một trăm đồng lớn trong này cho ông. Mở phòng cho bọn tôi ở, chuyện của thuận tử không được hé răng nửa lời. Ông ta mắt sáng như sao mà đồng ý ngay và luôn. Được thôi, tôi và vợ tôi dọn ra nhà kho đằng sau ở cũng được. Tôi và vợ mới kết hôn không lâu, đây là phòng cưới. Hai người đừng để ý, ha ha ha. Căn phòng này rất tốt, tôi rất thích. Vậy hai người nghỉ ngơi đi, tôi đến nhà kho dọn dẹp với vợ tôi. Lúc này trong phòng, hai người nhìn quanh một vòng mà ngượng ngùng. Thời Đình Bảo, đừng căng thẳng, tôi ngủ ở dưới đất. Dưới đất lạnh rất dễ bị bệnh. Cái giường này rất rộng, ba người ngủ cùng vẫn còn rộng. Cô không sợ. Sợ cái gì, vì để chán tôi còn từng ngủ với người chết đấy." Thời Đình nói, nhưng tôi căng thẳng. Sao lại căng thẳng? Thời Đình không biết trả lời sao liền lảng tránh, anh quay người bảo, "Hôm qua cô bị dính mưa, tôi xuống bếp nấu cho cô bát trà gừng ngọt." sau khi nấu xong, ông chủ đứng kế bên xin sỏ. Có thể chia cho tôi một phần trà gừng ngọt này không? Vợ tôi rất thích uống cái này, nhưng tôi học mãi vẫn không nấu được. Được, nhưng tôi muốn biết thông tin cơ bản của năm người khách kia. Ông yên tâm, tôi không phải người xấu, tôi là cảnh sát. Ông chủ đáp, vậy thì được. Tuần trước năm người đó đến chỗ của tôi, có vẻ không quen biết nhau, cũng không thấy họ chào hỏi nhau bao giờ. Nhưng kỳ lạ là năm người đó đều rất thích vào núi hái nấm. Người cao nhất là Tiền Tiến, đến đầu tiên, ít nói, ở phòng số 3, hôm sau là một đôi tình nhân, nam là Ngô Nhất Vi, nữ là Trương Thu, ở phòng số 2. Cái người hung dữ đó là Lý Hữu Tài, đến vào ngày thứ 3, ở phòng số 1. Người cuối cùng đến vào hôm thứ 4, tên là Trương Đạt, ở phòng số 4. Thời đình hỏi, chỗ ông có khách du lịch bị mất tích không? Không có. Cho ông, nhớ giữ bí mật lời vừa nói. Đương nhiên, đương nhiên. Khi trở về phòng, Ngôn Khanh nói, bộ xương đó là nam, hộp sọ hoàn chỉnh. Răng hàm thứ ba chưa mọc hết, răng hàm đầu tiên ít bị mòn, người chết khoảng 21 đến 23 tuổi. Góc trên của sụn giáp bị gãy, nạn nhân chết do bị siết cổ. Hố chôn người chết sâu khoảng 1 mét, nơi này khí hậu khô giáo, bốn mùa rõ rệt, thi thể hoàn toàn biến thành bộ xương trắng, thời gian tử vong có lẽ khoảng 2 đến 3 năm trước. Chính xác mà nói là mùa đông 2 năm trước. Trong điều kiện phù hợp, thi thể chỉ cần 2 đến 4 tuần để trở thành xương trắng. Nhanh hơn vào mùa hè, chậm dần vào mùa đông, mà thi thể ở dưới đất nên thời gian trở thành xương trắng sẽ lâu hơn một chút. Chuyện này có liên quan đến khí hậu và độ sâu chôn càng nông, thời gian lại càng nhanh. Nói một hồi cô nhìn lại chén canh mà bảo, a, nguội rồi. Không sao, tôi đi làm nóng lại cho cô. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là ông chủ. Quý khách, tôi tìm thấy thứ anh nói rồi. Không phải anh hỏi tôi về khách du lịch mất tích sao? Tôi nhớ là hai năm trước có người cũng từng cầm tờ báo này đến hỏi. Tôi đi làm việc trước nhé. Trên hồ sơ viết. Thông báo tìm người. Tìm kiếm con tôi nhạc thành hóa, 22 tuổi, cao 1m75, khi mất tích mặc một chiếc áo lông màu xám, bên ngoài màu kem, mặc quần đen, mang giày đen. Sau đêm 16 tháng 11 thì không thấy quay về, treo thưởng lớn để tình người. Nếu có bất cứ manh mối nào liên quan đến vụ án hãy liên hệ với Nhạc Tại Niên ở Bách Hóa Nhạc Vạn Gia. Thời Đình Bảo, Nhạc Tại Niên, cái tên này nghe quen lắm. Hai năm trước ông ấy cũng đến cục quân cảnh báo án, nhưng chưa được hai ngày đã hủy án rồi. Báo án rồi lập tức hủy án, vụ này khả năng cao là bắt cóc. Nhạc Tại Niên có lẽ đã nộp tiền theo yêu cầu của bọn bắt cóc, nhưng cuối cùng chúng vẫn giết Nhạc Thành Hóa có khả năng là nhạc thành hóa nhận ra bọn bắt cóc hoặc là đã nhìn thấy mặt của bọn bắt cóc bọn bắt cóc buộc phải giết người diệt khẩu nhưng kỳ lạ là vì sao nhạc tại nhiên giao tiền rồi vẫn không chuộc được nhạc thành hóa nhưng không tiếp tục báo án nữa lẽ nào ông ta không muốn nhờ vào năng lực của cục quân cảnh đi bắt bọn bắt cóc đã giết con trai của ông ta sao thứ năm người ngoài kia đang đào có lẽ không phải nấm vậy bọn họ đang đào cái gì vào buổi tối hôm đó nhóm người đang ăn bên ngoài thời đình đi ra hỏi mọi người đào được nấm chưa Nấm ở đâu vậy, tôi cũng muốn đào cho bạn gái tôi ăn. Trương Thu đáp, không có nấm, cậu đừng đi nữa, không đào được đâu. Ngô Nhất Vi rút ra một con dao. Sao hai người vẫn còn ở đây? Thời Đình nghĩ ngợi một lúc rồi bảo. Chúng tôi vốn dĩ đến để câu cá, kết quả lại gặp mưa lớn, nên tôi đưa cô ấy đến đây luôn. Ông trời cho cơ hội tốt như vậy, sao tôi có thể đi chứ? Anh nói xem. Hắn ta ngơ ra một lúc, rồi cười phá lên. Ha ha ha, tôi hiểu tôi hiểu, anh em à bạn gái của cậu rất xinh đẹp, đêm nay cố lên sau đó thời đình trở về nói với ngôn khanh theo phản ứng của bọn họ bên người còn mang theo dao thì bọn họ chắc chắn không phải đào nấm mà là đào thi thể hơn nữa nếu tôi đoán không sai trên tay mỗi người đều có vết cháy xém màu vàng điều này chứng tỏ họ là những người nghiện thuốc phiện lẽ nào hai năm trước là do năm người bọn họ cùng nhau gây án bắt cóc nạn nhân vậy thì vì sao hai năm sau mới quay lại đào sắc chứ chợt hai người đứng ngây ra vì âm thanh phòng kế bên thời đình nói hình như là đôi tình nhân ở cạnh phòng chúng ta Cô nghe vậy liền ngại đến đỏ mặt. Anh đưa ra bông bịt tai cho cô này, đêm nay nhịn một chút rồi ngủ đi. Tôi bế cô lên. Sau khi đặt cô lên giường, anh kéo chăn đắp cho cô. Một tiếng sau, Thời Đình và Ngôn Khanh nằm hai bên, ngăn cách bởi chiếc gối. Chợt tay anh siết chặt, rồi ngồi bật dậy mà tức giận, "Để tôi đi gõ cửa bảo bọn họ nhỏ tiếng lại." Chợt vang lên một tiếng rắc. Ngôn Khanh hỏi, "Anh có cảm thấy giường có gì đó không đúng không?" Một giây sau tiếng rầm vang lên, chiếc giường gãy sập xuống trong sự ngơ ngác của hai người đến sáng hôm sau thời đình mở cửa bước ra với hai mắt thâm vầng tên ngô nhất vi thấy vậy thì bảo huynh để lợi hại thật nói rồi hắn đá mắt nhằm khâm phục bản lĩnh thời đình khá đây khá đấy bất ngờ ngôn khanh nắm lấy tay anh anh quay lại hơi ngạc nhiên thì ngôn khanh lại nói chồng à lúc này khuôn mặt anh đã đỏ bừng lên ngôn khanh lại nói anh đã hứa sẽ đi đào nấm cho em ăn mà anh đừng quên đó cô nháy mắt ý bảo anh diễn đi thời đình liền hiểu ý anh nói hôm qua anh hỏi rồi bây giờ nấm ở trên núi bị đào gần hết rồi Chúng ta ăn cái khác đi. Hừ, anh không muốn đào cho em thì có. Cô quay vào phòng đóng sầm cửa, bỏ đi, chúng ta chia tay đi. Thời đình tỏ ra phiền não, "Hai, anh em, anh xem có mỗi như vậy mà cũng làm ẩm lên. Người anh em đừng lo, chuyện dỗ phụ nữ tôi rất rành, tôi đưa cậu vào núi đào." "Thật sao? Có điều, cậu phải hứa với tôi một số chuyện." Anh liền hỏi, "Chuyện gì?" "Anh em, cậu tuyệt đối đừng nói với người khác mà tôi đưa cậu đi đào nấm đó." Người anh em, cậu xem, quanh đây đều là nấm, nhưng chưa đến mùa, nên chỉ có bấy nhiêu thôi. Cậu cứ từ từ đào ở đây, tôi đến nơi khác đào thử xem. Sau đó, nhóm còn lại bốn người. Ngôn Khanh thấy họ thì giả vờ than thở. Hai, đã đi lâu vậy rồi, không biết họ có đào được nấm không nữa. Bọn họ liền bảo thầm, hỏng rồi, có người đi đào trước rồi. Lập tức bọn họ liền tiến vào rừng. Lúc này thời đình la lên một tiếng A. Ngô Nhất Vi đi đến hỏi, anh em, cậu sao vậy? Tôi không muốn đào nữa, chúng ta về thôi. Mới có một chút như vậy, về phải ăn nói thế nào với bạn gái cậu? Nhìn thời đình run rẩy sợ hãi, hắn hỏi, "Nói cho anh nghe, có phải cậu đào được thứ gì không?" Khu rừng trước mặt, có một bộ xương trắng được chôn dưới gốc cây. Ngô Nhất Vi liền tròn mắt thầm reo lên, cuối cùng cũng tìm được nó rồi. "Khụ khụ, thế này đi, để anh đi xem. Anh em à, cậu về trước đi. Chuyện bộ xương trắng đừng nói với bất cứ ai, lỡ mai gặp phải phiền phức gì cũng không tốt." "Cảm ơn anh em." Hắn cười thầm, "Ha ha, tên ngốc này thật dễ lừa." đợi mình xử lý xong thi thể sẽ đi xử lý hắn thời đình liếc mắt nhìn hắn ta mà nhếch môi cười nhẹ một cái sau đó ngô nhất vi đến chỗ thời đình chỉ mà cặm cụi đào lên nhìn thấy bộ xương hắn như vớ phải vàng bất ngờ phía sau hắn văng lên được lắm ngô nhất vi định độc chiếm một mình à anh tiến sao anh lại ở đây bộ xương là do em tìm thấy thế này đi em sáu anh bốn được không anh ta liền nhíu mày nhìn ngô nhất vi bằng ánh mắt sắc lẹm hắn ta sợ hãi nói em ba anh bảy như vậy còn được mày mau đi đào đi hừ, thật xui xẻo. Sao nhanh như vậy đã bị người khác phát hiện rồi? Nhất Vi lại lom khom tiếp tục đào. Tên tiền tiến ở sau vun cái sảnh lên. Nhưng đúng lúc có tiếng nói vang lên, bọn họ hình như ở phía trước. Tiền tiến liền bỏ cái sảnh xuống mà quay lại. Ba người trong nhóm còn lại đi đến. Trương Thu nói, chúng ta cuối cùng cũng tìm thấy thi thể rồi. Lý Hữu Tài bảo, trước khi lên núi chúng ta đã nói rồi, cho dù ai tìm thấy thi thể, thì cũng sẽ chia đều cho mọi người. Một vạn, chia năm phần, mỗi người hai ngàn. Nhất Vi hỏi vì sao chứ, thi thể là do tôi tìm thấy, tôi phải được nhiều hơn mới đúng. Trương Đạt liền phản đối, tôi không đồng ý, Ngô Nhất Vi và Trương Thu là một, hai người chỉ có thể lấy một phần. Một vạn chia bốn, mỗi phần hai ngàn năm, là công bằng. Trương Thu hét lên. Trương Đạt, anh đừng quên nếu như không phải lúc đó tôi dụ dỗ nhạc thành hóa lên núi. Thì các anh có thể bắt cóc anh ta sao? Sau đó nhạc thành hóa phát hiện ra thân phận của chúng ta, còn không phải bởi vì anh buộc bịt mắt không kỹ, làm lộ gương mặt thật, khiến chúng ta chỉ có thể giết con tin sao? nếu dụ dỗ nhạc thành hóa thì được thêm tiền. Lý Hữu Tài nói, vậy năm xưa khi các người không muốn bản thân dính đến án mạng, tôi tự đứng ra dùng dây thừng xiết chết nhạc thành hóa, có phải cũng được thêm một phần không? Tiền tiến lại bảo, năm đó con chó kia phát hiện ra thi thể, tôi là người đánh chết nó đó, tôi cũng nên được thêm một phần chứ. Ngô Nhất Vi nói lớn, đừng ồn nữa, dù sao tôi cũng không đồng ý chia bốn phần. Nếu các người không chia đều, thì tôi sẽ đến cục quân cảnh tố cáo các người. Nghe vậy tất cả đều rút dao ra. Chợt thời đình đi đến hỏi, Tôi phát hiện ra bộ xương đó trước, có phải cũng nên được một phần không?" Ngô Nhất Vi liền hỏi Thời Đình, "Cậu là người nói cho bọn họ biết thi thể ở đây sao?" Trương Đạt hét lên, "Hắn biết bí mật của chúng ta rồi, giết hắn trước." Lập tức bọn họ cầm chặt con dao mà lao lên. Thời Đình bình tĩnh tránh né, rồi một phát đánh vào sau cổ, một tên ngã xuống ngất liệm đi. Những người khác một phen hoảng hốt, "Cậu, cậu là người của cục quân cảnh?" Thời Đình lấy còng số 8 ra, "Điểm tĩnh bảo, các người có thể chọn bỏ dao đầu thú." hoặc là tôi đánh ngất mấy người đưa về cục quân cảnh. Trương Thu là người đầu tiên vứt con dao trên tay, rồi quỳ sạp xuống. Anh à, tôi chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, tôi bị ép phải làm những chuyện này. Tôi đồng ý tự thú, thừa nhận tất cả tội lỗi. Tiền tiến nghe vậy thì nghiến răng, rồi túm lấy tóc cô ta. Con à chết tiệt, biết ngay mày không đáng tin mà. Hắn giơ con dao lên, tao giết mày trước. Bằng, một viên đạn bất ngờ xuyên qua tay hắn ta. Hắn ôm lấy bàn tay mà hét lên thất thanh. a à, tay của tôi, thời đình thầm ngạc nhiên đó là anh quay lại thì chính là ông lão vài ngày trước trên tay ông là một cây súng ông đau lòng gọi thuận tử ngày thuận tử mất tích tao đã gặp bọn mày nhất định là bọn mày đã giết thuận tử của tao nhớ lại khi đó chú bọn tôi lạc đường rồi xuống núi phải đi thế nào ông bảo cứ đi thẳng lên phía trước là ra được nhưng con chó tên là thuận tử nó nhìn nhóm người bọn họ mà sủa không ngớt go 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 bất ngờ nó chạy đến cắn vào chân một tên hắn liền đá văng nó ra mà mắng mẹ nó con chó chết tiệt dám cắn tao ông lão liền chạy đến gọi thuận tử các cậu đừng đánh thuận tử của tôi anh tiến bỏ đi nhân lúc tuyết rơi chưa nhiều chúng ta mau đi thôi lỡ thi thể trên núi bại lộ thì chúng ta xong mất hắn ta thầm nghi hoặc rồi thầm bảo không lẽ con chó này ngửi ra được mùi thi thể sao phải nghĩ cách diệt trừ thế rồi bọn họ rời đi trong phòng sau khi ông lão ngủ say bên bếp lửa thuận tử đưa mắt nhìn ông rồi bỏ chạy ra ngoài giữa trời tuyết mà sủa gâu gâu bất ngờ gặp nhóm năm người cầm sẻng bao vây lấy nó. Tiền tiến liền đập một phát vào đầu thuận tử mà hét lên, đi chết đi. Thuận tử liền nằm xuống bất động. Ông nhớ lại lúc thuận tử mà không kiềm được xúc động. Ông vừa gào lên, trả mạng của thuận tử cho tao. Vừa đánh vào đầu tên tiền tiến. Hắn quay lại nhóm người mà bảo, còn ngây ra đó làm gì, mau đến giúp tao. Nếu tao mà chết thì chúng mày cũng xong đời. Ngô Nhất Vi quay sang ra hiệu với Lý Hữu Tài. Lập tức một tên tấn công thời đình. Tên còn lại lao đến ông lão. Chợt vang lên tiếng nói lớn, dừng tay. Ngôn Khanh đi đến chĩa súng vào bọn họ mà bảo, bỏ dao xuống. Ngô Nhất vì mặt mày tái mét mà buông con dao. Cô, cô cũng là người của cục quân cảnh, hai tên lừa đảo các người. Tôi không nên tin hai người. Thời đình còng tay họ lại mà bảo. Lúc các người bắt cóc rồi giết chết nhạc thành hóa, thì nên tính sẵn sẽ có ngày hôm nay. Còn ông lão thì bế xương cốt thuận tử lên, ông buồn bã bảo, về nhà thôi. Lúc ông lão đi ngang qua ngôn khanh, chợt ông ném qua một cái lọ nhỏ. Cô, cầm đi. Thời đình và ngôn khanh ngạc nhiên hỏi đây là cái gì nhưng ông cứ thế mà rời đi không đáp sau đó nhóm tội phạm được đưa về nhà nghỉ thời đình cẩn thận trói bọn họ lại lần lượt là tiến tiến lý hữu tài ngô nhất vi trương đạt và trương thu ngôn khanh bảo chủ quán ông đừng sợ chúng tôi chỉ tạm thời giam giữ họ thôi năm người bọn họ là kẻ xấu đã giết nhạc thành hóa và thuận tử ngày mai sẽ có người của cục quân cảnh đến đưa họ đi ai nói tôi sợ tôi không sợ chút nào ha 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 sau khi trói xong ba người cùng ra ngoài Thời Đình hỏi ông chủ, đây là đồ của người bảo vệ rừng, ông ấy ném cái này cho chúng tôi rồi đi luôn. Ông biết nó là gì không? Ông chủ kinh ngạc. Đây là, đây là thần dược. Lão già keo kiệt đó lại đưa cho hai người. Ngọn núi này có một loại cỏ màu vàng, vô cùng quý giá, chữa bệnh rất tốt. Nghe nói cho dù bị gãy xương, chỉ cần dùng nó là có thể khỏi hẳn. Nhưng loại cỏ thần thánh đó mấy trăm năm trước đã tuyệt chủng rồi. Không ngờ tôi còn được nhìn thấy. Đây nhất định là vật gia truyền của lão già đó. Hai người giúp ông ta tìm được thi thể của thuận tử về, Ông ta muốn tặng hai người cái này để cảm ơn. Ông nói thật sao? Tối tôi sẽ chuẩn bị nước ấm cho hai người, hai người thử là biết thôi. Đến tối, nước ấm đã được chuẩn bị sẵn. Thời đình mở lọ thuốc ra mà rắc vào trong chậu. Lúc này trong chậu nước phát ra ánh sáng màu vàng rất kỳ diệu. Thời đình ngồi xuống bảo, tôi giúp cô. Rồi nâng hai bàn chân ngôn khanh ngâm vào trong chậu nước. Cô ngượng ngùng nói, tôi tự làm được. Nhưng anh bảo cô đừng cử động. Mười phút sau, thế nào rồi, có cảm giác gì không? không có nhưng mà không sao tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi cho dù thuốc đó không phải là truyền thuyết thì nó cũng đã quá hạn rồi nếu như tôi không thể chữa khỏi được anh sẽ ghét tôi sao thời đình nhỏ giọng vậy tôi sẽ không làm cảnh sát nữa cô ngạc nhiên hả tôi sẽ bỏ làm cảnh sát để học y tôi sẽ dùng thời gian đời này của tôi để chữa khỏi cho em nhưng bên ngoài sấm xét ầm ầm làm cô không nghe thấy lời anh nói cô hỏi lại vừa nãy anh nói cái gì anh cúi mặt bảo không có gì chợt ngôn khanh nhìn ra cửa sổ mà hét lên mèo cô sợ hãi nhảy lên người thời đình a à, a à, có mèo con mèo nghe tiếng la của cô cũng giật mình mà chạy đi nhưng điều ngạc nhiên hơn là ngôn khanh đã tự đứng dậy bằng đôi chân của mình thời đình ngây ngốc hỏi cô có thể nhảy lên rồi sao lúc này ngôn khanh cũng nhận ra mà nhìn xuống đôi chân mình cô từ từ nhấc chân lên để xác định chắc chắn chân của tôi cử động được rồi cô liền chạy quanh một vòng mà reo lên mau nhìn xem thuốc này là thật đó chậm thôi chân cô lâu ngày không cử động dễ bị dứt lời cô ngã nhào vào người anh cũng đúng lúc cả căn phòng tối đen như mực. Chủ quán nói lớn, xin lỗi, trên núi dễ bị mất điện do xét đánh. Hai người chịu khó ngủ như vậy một đêm nhé. Trong phòng tối, Ngôn Khanh nói với anh, sáng mai tôi vẫn giả làm người tàn tật, anh giữ bí mật giúp tôi. Vì sao? Vì nếu một số người biết chân tôi khỏi rồi, thì sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền phức hơn. Được, tôi hứa với cô. Sáng hôm sau, mưa cũng đã tạnh. Trên giường Thời Đình ôm lấy Ngôn Khanh mà ngủ rất ngon. Chợt âm thanh máy ảnh vang lên, rắc rắc. Thời Đình liền bừng tỉnh. Anh nhòm người nhìn ra cánh cửa. Rất nhanh anh bước ra ngoài xem xét. Cảnh sát đã đến áp giải năm tên tội phạm. Vừa nãy cậu có thấy ai đến đây không? Thưa cục trưởng, tôi không thấy ai cả. Lúc này Bạch Cẩm đi đến mà đưa tay lên. Chào buổi sáng Thất Ca. Thời Đình liền hỏi, người lúc sáng là cậu phải không? Nhìn anh nhíu mày đằng đằng sát khí. Bạch Cẩm liền thanh minh, Thất Ca, em bị oan mà. Em vừa mới đến sao có thể vào phòng của anh được chứ? Sao cậu biết tôi muốn tìm người đi vào phòng của tôi? Bạch Cẩm liền cứng họng. Thời Đình tỏa ra sát khí bừng bừng một anh cảnh sát lập tức chuẩn lẹ bạch cẩm run rẩy bảo thất thất ca chỉ là em mới mua máy ảnh muốn chơi một chút không có ý gì khác thời đình cầm tấm ảnh lên xem nếu anh không thích thì em sẽ tiêu hủy ngay nhìn thấy bức hình anh ôm ngôn khanh ngủ thì liền nhét vào túi áo sau này đừng có chụp lung tung tấm ảnh này tôi tịch thu hả không cần tiêu hủy sao sau ngày xuống núi đây chính là tiệm vải số một thuận thành sao ừm chị tôi thời hân mấy năm trước đã gả đến lưu gia hôm nay là sinh nhật chị ấy chị ấy muốn gặp cô lưu huyễn người buôn vải ở thuận thành thời hân chị ruột thời đình thời đình hai đứa đến rồi một năm không gặp rồi em trai nghe nói cục quân cảnh liên tục phá án lập được không ít công lao đúng là rất giỏi anh dễ quá khen bảo vệ sự an toàn của người dân thuận thành là việc cục quân cảnh nên làm em chính là ngôn tiểu thư bác sĩ pháp y mà em trai chị mới tuyển đúng không xinh đẹp thật đấy chúc chị sinh nhật vui vẻ đây là món quà nhỏ em chuẩn bị thời ân lấy ra xem ngạc nhiên hỏi đây là chị kéo tay lưu huyễn cùng xem nội dung bên trong cách làm vải không cần dệt lưu huyễn kinh ngạc mà thốt lên không cần dệt ư ừ. loại vải này chỉ sản xuất ở nước ngoài trong nước rất khó mua được vải không dệt ngôn tiểu thư sao em lại biết cách làm em tặng cách làm vải không dệt cho hai người chỉ có một thình cầu nho nhỏ bao nhiêu tiền em nói giá đi không cần tiền em hy vọng sau khi hai người sản xuất vải không dệt có thể làm đồ phẫu thuật và khẩu trang dùng một lần từ vải không dệt cho cục quân cảnh pháp y của cục quân cảnh nhiều năm mặc đồ phẫu thuật và khẩu trang cũ để làm việc rất bất tiện cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn vi khuẩn lưu huyễn ngạc nhiên hỏi chỉ một yêu cầu nhỏ như vậy sao ừm chỉ có yêu cầu này ngôn tiểu thư đúng là người rộng lượng tôi bội phục cô yên tâm sau này khẩu trang và đồ phẫu thuật của cục quân cảnh sẽ do lưu gia cung cấp đây là món quà sinh nhật quý giá nhất mà chị được nhận mọi người mau vào đi thức ăn chuẩn bị xong rồi chợt có giọng nói quen quen cất lên chị thời hân sao sinh nhật lại quên mất em vậy chị hân em là tích linh đây thời hân nhớ lại lúc bé thời đình tránh né tích linh liền nắm tay chị chúng ta ra nơi khác đọc sách đi tích linh đuổi theo hai người đi đâu vậy đợi em với thời hân nói tích linh em chính là đứa trẻ hồi nhỏ thích khóc đó sao giờ đã lớn vậy rồi à thời đình quay lại hỏi sao cô lại ở đây tích linh nhìn ngôn khanh mà bảo một người ngoài như cô ta còn được đến sao em không được cô ấy không phải người ngoài cô mới là người ngoài tích linh tức giận gắt gỏng thời đình anh lưu huyễn căn ngăn bỏ đi bỏ đi đến đều là khách, mọi người mau vào nhà ăn cơm đi. Chị vẫn luôn không thích tiêu tiền lãng phí, nên chỉ làm mấy món bình dân. Mọi người đừng ngại, cứ ăn đi. Ngôn Khanh thấy món ăn cô thích liền mắt sáng như sao. Cô liền với người đến gấp. Nhưng thời đình nhanh tay gấp bỏ vào chén cô. Muốn ăn gì cứ nói cho tôi, tôi gấp cho cô. Cô ngước lên nhìn anh đầy chiều mến mà bảo, cảm ơn. Vợ chồng chị thời hân nhìn hai người họ rất vui vẻ, còn tích linh thì nhíu mày tức giận. Cô quay sang nói với thời đình, em cũng không gấp được thịt kho tàu. Thời đình lạnh lùng bảo, không gấp được thì đừng ăn. Tích Linh liền sững sờ ngơ ngác. Thời Hân nói nhỏ với chồng, "Em thấy em trai em rất thích môn tiểu thư, nhưng anh thấy Hàn tiểu thư môn đang hộ đối với em trai em hơn. Thích là thích, nhưng đến lúc kết hôn thì chưa chắc sẽ là ai. Chúng ta chờ xem, em rất tin tưởng em trai của em." Sau khi ăn bọn họ trở về, Hàn Tích Linh đuổi theo chiếc xe mà hét lớn, "Này, đứng lại, cho tôi đi chung với." Ngôn Khanh hỏi thời đình, "Chúng ta không đưa cô ấy theo à?" "Anh bảo cô ấy tự đến được thì cũng tự về được." Nhưng bất ngờ anh phanh xe lại, nhiều người tụ tập ở trên đường như vậy lẽ nào có chuyện gì sao